Vân xin được gửi lời chào thân mến đến quý thính giả đang theo dõi kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, nói đến nhà văn độ Quang Tiến, các bạn trẻ sinh sau năm 1990 phần lớn đều không biết. Sinh thời độ Quang Tiến là nhà văn ít được dư luận xôn xao. Nước nào cũng vậy, trong giới văn sĩ luôn luôn có những người có lối sống đẹp, lao động hết mình, bề dày tác phẩm đáng nể nhưng ít được người đương thời nhắc tới. Nhà văn độ Quang Tiến sinh năm 1919, Mất năm 1991, Đỗ Quang Tiến là người trai gốc Hà Nội, năm 18 tuổi, ông có bằng tú tài phần 1. ông đã tự nghỉ học để thỏa chí tăng bồng hải hồ. Ông là hội viên sáng lập hội nhà văn Việt Nam năm 1957. Hai vợ chồng ông trải qua nhiều công tác ở hội nhà văn. Ông chuyên viết truyện ngắn và tiểu thuyết, viết nhiều về đề tài nông thôn và miền núi. Hôm nay, Vân xin gửi đến quý thính giả một tiểu thuyết rất hay của nhà văn Đỗ Quang Tiến, tiểu thuyết "Đêm Đỏ" được xuất bản năm 1973 bởi nhà xuất bản Kim Đồng Hà Nội. Sau đây, mời quý thính giả cùng đón nghe tập 1. Chương 1 Đêm về sáng, bóng đêm đen như hắc ín, đã loãng ra dưới biển xương đang miên man rắc xuống. Những giỏ xương xám nhọn xuyên qua các bước vách long lở, cái mái nhà lợp xạ và giấy sầu, mảnh sắt tây dỉ khung cửa sổ bằng mảnh gỗ thùng chắp nối, len vào nhà, xét và bút. Sơn kéo chiếc chăn sợi mòn, nhẵn vá chẳng vá đục, trùm kín đầu, rồi nó cong người lại như con tôm. Nó định bụng ngủ rốn một lúc nữa, sáng rõ, nó sẽ đội chiếc thúng cái. Tay kéo lê cái trèo ngoèo, đi dọc con đường tàu bay ra ngã tư sở, đi kiếm những mẩu củi, nhặt những hòn than rơi vãi hai bên đường. Nhưng các tiếng động bên ngoài ổn á, hỗn loạn, đã dội vào các làng ngoại ô. Tiếng sập xòe của chiếc tàu bay bốn cánh đang lượn lờ và tiếng chuông keng keng của đoàn tàu điện bánh miết ken két vào đường say Cái cần trên nóc chốc chốc lại chờ vào đường xây sèn sẹt, ánh điện xanh lè. Keng keng, sẹt sẹt, xòe xòe, phạch phạch. Các tiếng động ghê rợn cứ gào lên, rít lên. Sơn lấy tay bịt tay lại. Xòe xòe, phạch phạch, keng keng, sẹt sẹt. Các tiếng động ngang ngược Vẫn sói vào tay nó Bực mình nó vùng dậy Ngoài sân trời đã chập choạng sáng Ánh sáng bỡ ngỡ pha lẫn sương muối Trắng đục như nước sát trùng hòa vào nước lã Đang lan ra mênh mông trên vòm trời Quen lệ Sơn gập chăn lại Để ngay ngắn dưới chân giường Đoạn đi lấy chổi quét nhà Sơn ơi dậy đi con Sáng rồi Tiếng ông hạp từ dưới bên vọng lên Nghe âu yếm như mọi lúc con dậy rồi ạ à? Sơn vội thưa Sửa mặt đi rồi đi đằng này với thầy Đi đâu ạ à? Đi có việc Việc gì ạ à? Ông Hạc tùm tìm Kể thẳng cứ hay hỏi lục vấn Đi một chốc một nhát thôi mà Sơn gượng nhẹ mặc chiếc áo sợi đã bạc màu Hai khuỷu tay áo sắp đứt lìa ra Nó rút chiếc khăn mặt sách mướp Dài ngoãng Phát trên giày thép Phóng ra bờ đầm phía trước nhà Nhanh nhẹn Nó bước xuống cái cầu làm bằng một tấm ván thôi Thùm thùm mùi gỗ trồn dưới đất rửa mặt Nước đầm lạnh tanh Sạc mùi bùn Bèo Nhật Bản với những cây rong rêu nhão nhớt Nó tỉnh táo hẳn Sơn vừa cầm một đầu chiếc khăn mặt quay quay Vừa chạy về nhà Ông Hạp xít vội điếu thuốc Quăng chiếc xe điếu ra giường Đi thôi Không ông ấy lại bận việc Nhà người ta không như nhà mình mà đến lúc nào cũng được Sơn lật đật theo bố già ngõ sau đấy sẽ vào con đường lùi lõm, có những vũng bùn lều phèo vân lợn, phần của đàn lợn nuôi lã với những con nái, bụng vố lóng thóng, lang thang trên các ngả đường làng. Đi đâu đây? Đến đây làm gì? Chưa rõ, nó chỉ biết bố nó đang dảo bước đi ngược lên xóm trên, và nó tất tả bước theo. Một lúc sau, bố nó dừng lại trước cái cổng xây, nhà cai phàng, nhà lão cai mà mấy nay bố nó làm thuê. Cai phàng là người làng, lại là chỗ quen biết. Xong từ bé đến giờ, Sơn chưa bước qua cái cổng xây kia. Cái cổng, bên trên có những khúc bê tông xếp đều đạn ngay ngắn. Hoa tì gôn tím nhà từ mặt đất leo lên, cuốn chẳng chịt, nòm rất tân thời. Phía dưới, gắn một hàng năm chiếc đĩa vẽ hình con phượng, nòm lại có vẻ cổ kính. Nó còn mải ngắm, bố đã dục Vào đi thôi con. Hồi hộp, Sơn đi sau bố men theo bức tường hoa, trên bày một dãy chậu cảnh Vào qua mảnh sân lát gạch bát tràng rồi bước lên thềm đó là một nếp nhà ba gian hai trái làm toàn bằng gỗ lim kiểu đại khoa nhưng nền thì lại lát gạch bát tràng tường trổ cửa kính cửa chớp trông nhố nhăng như cái cổng còn ông ngoài này nhé dứt lời ông hạp nhẹ chân đi vào nhà sơn ngồi xuống thập thò nhòm vào cài phảng xếp chân vòng tròn ngồi chỉnh trện trên chiếc sập gỗ khảm xà cừ. Hắn chạc tuổi ông hạp, trên dưới 50, mặt thô, mắt kèm nhèm, môi trên viền một hàng ria hoa kỳ, hàm răng đen đánh axit, luôm nhuôm, điểm mấy chiếc răng vàng. Bộ quần áo nâu với chiếc bảnh tô bằng một thứ dạ đắt tiền, hoàn chỉnh thân hình gạ cai thầu, nòm cũng nhố nhăng như nếp nhà cái cổng nhà hắn. Có việc gì đấy ông hạp? Ngồi xuống đây uống nước ăn thuốc. Cài phàng thùng thẳng nói. Ông Hạp ngồi gài xuống mép sập Hôm nọ tôi có nhờ ông khiêm thư với ông Cho cháu Sơn đi làm để tôi kèm cặp cháu Cài phẳng gật gù Đổi vai núc ních không động đậy Có đấy Ông ấy có nói với tôi Nghĩ tình bà con xóm mạc Lại là chỗ anh em cả Tôi có tạm nhận lời Hôm nay tôi có cho cháu đến để ông chỉ bảo cho Cháu có lớn nhưng chưa có khôn Vừa nói Ông Hà vừa móc túi lấy ra một bao chè và một chiếc phong bì màu đỏ. Sơn trố mắt, nó chưa hiểu ra sao. Bố nó đã khẽ đặt cả hai thứ vào một cái đĩa, rồi bẻ ngón tay khủng khục. Khuôn mặt bố nó rúm lại như quả chám khô. Thưa ông gọi là... Lão cày thầu thoáng nhìn ông hạp, hắn làm ra vẻ ngạc nhiên. Cái gì thế này? Gọi là có bao trẻ, đến tạ ơn ông cho cháu công an việc làm. Thôi được, ông đã có lòng quý mến tôi, tôi xin nhận cài phẳng chỉ chiếc phong bì. Còn cái gì đây? Ông Hạp ngồi im, lão cai thầu cầm chiếc phong bì mở ra. Hai tờ con công, gương mặt hắn bỗng phỏng phao như miếng bánh dày gặp lửa. Nhưng ngay sau đấy, hắn lại nghiêm mặt. Ông làm thế này tức là ông khinh tôi đấy. Trong họ ngoài làng cả, ông lại làm cho tôi năm sáu năm nay rồi. Ông có một mình thằng cháu Sơn. Tôi là hạng người gì mà tôi lại không dìu dắt cháu? Ngoài hè, Thột nhiên Sơn lại hồi hộp Bố xử sự ra sao đây Nó muốn bố nó cầm hai tờ giấy bạc nhét vào túi Bố nó không làm như thế Mà lại gãi đầu gãi tai Nói lý nhí trong miệng Thưa ông vẫn biết thế Nhưng đôi đũa còn có đầu có đuôi Nữa là con người Sơn hãy còn hy vọng Nó nhìn cai phẳng chằm chạp Lão cai thầu lại gợt gù Khiến mái tóc cánh xẻ vắt trên vành tay rung rung Ông có tỉnh có nghĩa có thủy có chung như thế là phải Tôi rất quý bụng ông Không nhận thì ông ấy nấy Mà nhận trả hóa ra tôi tham lam Tôi là... Là chúa ghét những đứa coi đồng xu to như cái bánh xe Cài phẳng đưa chén nước nhạt thách cho ông hạp Ông uống nước Thôi được Mai ông cho cháu đi làm Thời buổi khó khăn Mật ít ruồi nhiều Học việc mà nuôi được thân là đáng mừng rồi Quả thật Niềm vui đang khắp khởi trong lòng ông Hạp cả trên khuôn mặt khắc khổ của ông ta. Sơn vui lây, nó quên khuấy chiếc phong bì mà nó tưởng như có hòn đá tảng chẹn lên trên. Nó quên cả những cơn gió từ đầu hồi nối đuôi nhau thốc lại, làm nó run rẩy. Công việc thế là xong, Sơn toàn lèn ra cổng về trước, chợt lão cai thầu ngồi ngay ngắn lại. Tôi quên chưa hỏi ông, thế nào, mắt nó có tinh không? Tinh ạ, à? ông Hà vội trả lời. Tim nó khỏe không? khỏe ạ à? trần tay nó có dẻo không dẻo ạ à? nó có máu hoa mắt chóng mặt không sơn có vẻ bực mình nó liếc nhìn bố dường như bố nó cũng khó chịu đúng thế nghèo túng sốt nát thì phải làm cái nghề mạt này chứ có đi thi thông ngôn ký lục tham phán đâu mà hắn phải lục vấn như thể quan ba đốc tờ không bằng ông hạp nghĩ vậy nhưng rồi cố nén không ạ à? ông hạp miễn cưỡng đáp thế thì được cài phảng kéo cái điếu ống nạp thước đánh diêm ngậm chiếc xe điếu trúc dài cong vắt nhẩn nhà rít một hơi đoạn hắn nói tiếp qua đám khói xám xịt ông làm nghề ông biết đấy làm cái nghề này không mũ cao áo dài không lên xe xuống ngựa thế mà nó kén người ra phết như kén lính khố đỏ lính tàu bay đấy sức không vượng mà lại tập tọng cái nghề này chỉ có mà oan ra hắn ngó ra vườn ông bảo cháu trèo lên cây cau kia kìa Chọn quả to, bẻ cho tôi giam quả. Ông Hạp nhíu mày, hắn muốn thử sức con mình. Không, hắn sai khéo đấy. Không làm không được với hắn. Chẳng nói chẳng rằng, ông đứng dậy máy con theo mình ra vườn. Rồi ông nhìn lên ngọn cao. Cây cao cao ngồng, đến mười sải tay. Gió thổi, tán cây đung đưa. Các tàu lá đập vào nhau loạt xoạt Cái cây mảnh xẻ trơ trụi, vật đi vật lại, tựa như sắp chốc gốc. Ông Hạp cảm thấy lạnh lạnh ở sống lưng Phút sau Ông đưa mắt về phía con Sơn cũng đang chăm chú nhìn Gương mặt nó hơi sắt lại Phần vần mấy năm nay Gần như ngày nào nó cũng đi kiếm củi Và chẳng mấy ngày nó không phải leo trèo Xong chưa bao giờ phải trèo cao như thế này Liệu Liệu có trèo được không con Ông Hạp ngập ngừng Được ạ à, Con trèo được ạ à? Sơn đáp Ông Hạp biết con muốn trấn tĩnh mình ông cắn môi im lặng sơn bắt đầu trèo nó dán người vào cái cây trườn lên leo lên được một khúc lại tụt xuống thân cây phủ đầy rêu đêm qua dương rác xuống khiến nó càng trơn trơn thì trơn cũng phải trèo sơn nghiến răng dồn sức vào hai cánh tay đuổi quạt vào thân cây cố nhoài lên lại tụt xuống lại nhoài lên đứng dưới gốc ông hạp căng mắt nhìn lên hai cánh tay giang ra Ông chỉ trực đợi con rơi xuống là đón lấy nó, nhưng nó vẫn ôm chặt cái cây trên lưng chừng kia và nó đang nín hơi nhích dần. 3 phút, 5 phút, 7 phút, những phút căng thẳng như da trống, trái tim của người bố thót lại, máu trong người ông như ngừng chảy. "Cứ bình tâm con ạ, à, sắp đến nơi rồi." Ông Hạp nói với lên. "Sắp đến nơi, đến nơi rồi." Đầu sơn đã chạm vào buồng cao, tán cây có thêm sức nặng, càng vật vã mà Sơn thì đã thấm mệt. Tùy vậy, nó cũng chọn được những quả to nhất, bứt đúng năm quả bỏ vào túi, đoạn từ từ tụt xuống. Sơn đã tụt xuống được ra nửa cái cây. Ông hạp chút một hơi thở dài. Thỉnh lình ông hoa mắt. Khi ông định thần lại được, thì Sơn đã ngồi bề dưới gốc. Hai tay vẫn ôm lấy thân cây. Có việc gì không con? Ông hạp loàng choàng đỡ con dậy vào hỏi. Trong lúc luống cuống, ông không quên nói khẽ để cai phàng không nghe thấy sơn lắp bắp không không việc gì ạ sơn không gãy chân gãy tay nhưng bụng ngực sát như phải bỏng đít bị chỗ mạnh xuống đất làm hai bên hông ê ẩm cái áo sợi phía trước xẻ dọc, hai khuỷu tay sắp lìa ra mồ hôi nhễ nhại trên mặt nó ông Hạp kéo vạt áo lau mặt cho con đoạn cầm mấy quả cau lật đật đi vào cai vàng không chú ý hắn nhẩn nhá hút thuốc rồi nghiêm giọng tôi hỏi thật ông nhé Chào nó có tính tát mắt không? Máu như dồn lên mặt ông Hạp Nhân phẩm của ông đã bị thằng cha cai thầu hợm hĩnh xúc phạm Còn ông cũng vậy đưa con ngay thẳng thật thà của ông Xong ông vô nhẫn nhục Lúc này vì bát cơm manh áo Ông càng phải làm như thế Nhẫn nhục Ông nuốt khan Cố giản cơn phẫn nộ đột ngột Bố con tôi nghèo thật Nhưng không bao giờ chúng tôi làm những việc sang bậy Sơn đã quay vào ngồi xuống chỗ cũ câu nói bỉ mặt của cai phàng không qua tay nó thốt nhiên mạch máu hai bên thái dương nó giật mạnh và tia mắt bừng bừng nhưng nó là đứa trẻ mồ côi những đứa trẻ mồ côi thường tinh khôn tháo vát gan xạ dạ. nó hiểu kiếm được miếng ăn không phải dễ cho nên nó không dám bực tức mà chỉ buồn tủi nước mắt nó muốn trào xa nó mí môi ghim lại là cái tôi giữ cho ông cho nó tôi mới hỏi thật cai phàng nói vẫn bằng cái giọng bể trên Ông trả lạ gì Tôi đã thầu đám nào là ra đám ấy Không phải nhà quan tây quan ta Chủ hiệu chủ hãng thì cũng là nhà đốc tờ Kỹ sư, ông Hàn, ông Nghị Chứ không thèm thầu lẻ như mấy thằng cai thầu răng đen đi chân đất Tiền của nhà người ta như nước Cái gầm cầu thang, cái xó bếp Cái góc vườn của họ cũng nhiều tiền nhiều của hơn tài sản nhà mình Còn cái nhà mình Nếu có tính tắt mắt là mắt trước mắt sau ngay Đã gian tham thì chỉ có việc đi tù Còn đi tù bố cũng không yên. Cai phẳng dừng lại, nâng chén nước nhấp nhấp. Gương mặt của cái thằng số đỏ phút chốc vênh lên, thô bỉ, cạch cỡm. Cách đây 10 năm, hắn cũng như ông Hạp, đi làm thuê và cũng nghèo. Xong hắn có nhiều mánh khóe. Thế rồi hắn phất, phất sau những canh bạc ở sòng hai cua, cả V, ba sinh. Phất vì một chuyến mang thuê thuốc viện lậu rồi chẩm luôn. Phất sau một đêm cải cửa, mở két bà của một hãng buôn, một nhà giàu, không ai biết rõ. Thời buổi này, thiếu gì kẻ làm giàu bằng những cách ấy. Chỉ biết hắn nổi cơ đồ một cách nhanh chóng và trở thành cai thầu. Từ ngày đi thầu, hắn bóc lột nhân công và làm giàu thêm. Làm với tôi hơn làm với các cai thầu khác ở chỗ sẵn việc. Cài phảng đưa hai ngón tay miết lên bộ ria hoa kỳ, vành vào nói tiếp. Một tháng muốn đi làm cả 30 ngày cũng có việc. Tết nhất dỗ chạp đình đám, không muốn nghỉ cứ việc đi làm mưa dầm nắng gắt cũng vậy. Chỉ sợ không có sức mà làm thôi. Làm với người khác ấy à? Không đi làm tạp, làm bóng, thêm cả vào cứ gọi là đói dài. Ông Hạp lặng thinh, những câu cai phạm vừa nói đều đúng. Bởi thế, hắn trả công rẻ hơn, đòi lễ Tết nhiều hơn các cai thầu khác. Nhiều người vẫn phải lăn lưng vào mà làm. Nghĩ tình trong họ ngoài làng, ngày xưa tôi với ông lại cơm đùm cơm nắm với nhau. Tôi cứ là trả cho cháu tám xu cho cháu mừng tám xu đủ mồm cháu ăn rồi năm xu gạo ba xu thức ăn tưởng chán tần tiện ra cuối năm may được bộ quần áo mặc tết đấy ông Hạp cũng đang nhầm tính tám xu một ngày vị trí hai đồng tư một tháng gần năm tháng cơm nhà việc người mới lấy lại được cái lễ chưa hết sau này con ông còn phải sống tết chết dỗ hắn để đền cái ơn gây dựng ông thần người thời buổi tây tàu khó lắm Xây vẩy ra chưa chắc đã kiếm được miếng ăn Ông lạ gì Ngày nào chả có người Thái Bình Nam Định Người phủ lý hưng yên Đổ lên đây kiếm cơm đông như chảy hội phủ dây Mà ngày nào chả có người ở các tỉnh ấy Từng đàn từng lũ kéo nhau về Cây đất này Trong đom đóm Ngoài bó đuốc Xương ăn lắm chứ không bỏ đâu Kiếm được mấy bát cơm thiêu với một tí sáo trâu ở đầu ghế cũng mở mặt ra Có lẽ ông Hạp đã chán những lời giáo huấn của lão cai thầu Ông nhấp nhổm muốn đứng lên Biết ý cài Phàng hỏi gặng Ý ông thế nào Sợ bố con tôi không bao giờ dám quên ơn ông Cài Phàng lại chẹn hai ngón tay lên bộ diêu hoa kỳ Miết dài một cái Thế thì sáng mai ông cho cháu đi làm Ông hạp lùi lũi đi ra cổng Sơn tập tĩnh bước theo Tùy hãy còn đau nó vẫn bước vội Nó muốn ra khỏi ngay cái cơ ngơi Để lại trong tâm trí nó một kỷ niệm buồn buồn nhưng ngày mai nó được đi làm bắt đầu từ ngày mai bố nó đỡ khó nhọc vì nó một niềm vui bỡ ngỡ theo bước chân nó về đến nếp nhà mái lợp dạ và mảnh sắt tây gì và giấy dầu sơn lấy chổi quét nốt gian nhà ông hạp thẫn thở xuống bếp đun nước ông đam đam nhìn đám lưỡi lửa xanh đỏ Liếm chung quanh chiếc ấm đồng giống như cuộc đời ông rách vá nhiều chỗ nếp chán ông xếp lại ông nghĩ gì Ông nghĩ đến sự thay đổi bất ngờ Trong cuộc đời tăm tối của con mình Sáng mai nó đi làm Vui hay buồn Lẫn lộn, nỗi vui nỗi buồn chen lấn nhau trong lòng người cha Ông im lặng Cày nếp nhăn trên trán cày sâu thêm Mãi đến lúc cái ấm bốc hơi Nước ở vòi tràn xuống đống cho lụp bụp Ông mới choàng người Sơn ơi, bắt con gà đem vào đây cho thầy Ngạc nhiên Sơn ngừng tay quét Bắt con gà nào ạ con gà của nhà ta chứ con nào bắt làm gì ạ à? thì chứ còn làm gì thầy ạ à. sơn định năn nỉ bố nhưng cuống họng nó đã tắc nghẹn đàn gà nhà ông khỏa sói rồi lúc nào thầy đến mua cho một đôi mà nuôi nuôi gà phải có trông có mái ấm đàn nó mới sinh sôi này nở được với lại giống gà nhà ông ấy tốt chứ chả coi như gà nhà ta ông hạp gượng nói câu nói gượng gạo của bố chẳng làm cho sơn bớt buồn tình nó thế nó rất thương những con vật nuôi trong nhà Nhất là những con nó chăm sóc từ lúc nhỏ Hôm nọ Bồ nọ đã bán con chó thiến cho lão bán hàng cơ mũi đỏ Mắt toét Mặt bự rượu ở ngã tư Tại sao lại bán Bây giờ nó mới hiểu Bán để lấy tiền lệ cai vàng Nhưng chẳng vì thế mà nó quên con chó lông vàng mượt Mũi to Chân cao Bắp thịt gỗ gầy trên mông Hai bên bả vai Con chó mới khôn làm sao Có lẽ nó chỉ kém con người ở lời ăn tiếng nói Giờ đây lại đến con gà Nó nuôi con gà này từ khi mới trúng lông đuôi Sơn lùi thổi bước ra sân Nó đến chỗ đặt cái lồng gà bằng nước cật Trên úp chiếc nón mê Đỏ đẫn Nó rút que cài gượng nhẹ kéo con gà ra Con gà mái mơ không dãy đạp Đập cánh Kêu quàng quác như các con khác Nó nằm yên Mắt gà gà Khẽ cục cục trong cuống họng như đứa trẻ làm nũng mẹ Sơn cảm thấy ơn ớn Tưởng như có cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng nó ấp con gà vào ngực tay run run vuốt lên lưng nó có lẽ con gà hiểu nó mổ nhẹ vào bàn tay chú bé và cái cuống họng phập phồng của nó lại thốt ra những tiếng kêu khe khẽ cục 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 nước sôi già rồi đem gà vào đây con sơn ôm con gà đứng lên vừa đi nó vừa nhìn con gà thình lình nó vấp phải hòn gạch đau lặng chẳng buồn nhìn lại chỗ vấp nó lặng lẽ bước đi chợt có tiếng lưỡi sao gại vào chôn đĩa xoèn xoẹt nó đứng lại Đem vào đây Ông Hạp lại dục Sơn lặng ngắt Một tay nó nắm hai cái cảng gà nóng hồi Hai tay kia kẹp đôi cánh Nách cũng nóng hồi Xoẹt xoẹt Lại có tiếng liếc sao Nó liền quay mặt đi Bất chợt con gà dãy ruộng Hai cánh gà duỗi mạnh ra Phút sau con gà vặn mình rồi đở ra không động đầy chương 2 Làng vọng cái làng ngoại ô đó là một làng nhỏ cái xóm sơn ở cũng nhỏ giữa xóm có một mảnh sân chung sân hẹp chỉ vừa đủ chỗ cho dăm bảy đám rau xăm dọc mùng kinh giới tìa tô còi cọc và mấy chiếc chum vải vỡ gan xi măng đựng nước đặt lòng trọng chung quanh bốn góc sân nhô lên bốn nếp nhà riêng biệt dập theo một kiểu cái kiểu đơn giản rẻ tiền nhà tre vách đóng đố mái dạ với cái nền để có thêm sức chống lại những cơn rông bão. Nhưng mưa chớm gió giật, các vi kèo đã nghiến răng kèn két, mái trởm lên như lông con gà mẹ thoáng thấy bóng diều hâu. Nhìn xa, cài cao cái thấp, nhô ra thụt vào như những chiếc răng mọc không đều và đã sâu hà cả. Cạnh nhà Sơn phía bên phải là nhà cụ Bầu. Ông lão Hoa Kiều Trang ngoại 60, khổ người cao gầy, dầu tóc bù xù, nhuộm màu muối tiêu, rõ ra con người xương gió. Quanh năm, ông lão vận quần áo dân tộc, chiếc tuyển xám cổ cao, tay ngắn và rộng, chiếc quần ông cũng rộng và ngắn, tất cả đều may bằng một thứ vải thô màu xìn. Chỉ những ngày đại hàn, ông lão mới mặc thêm chiếc áo dạ của lính khố đỏ, ông lão mới mặc thêm chiếc áo dạ của lính khố đỏ màu cướt ngựa, chơ khố tài. Và những ngày nắng gắt, ông lão đội chiếc nón tu lờ, vành trong có bốn chữ nho viết bằng mực tàu đen nhánh, trường sinh bất tử. Theo thường lệ, sáng một lúc lâu, Ông lão mới xỏ chân vào đôi giày vải Kẹt bụi đất Không có dây và rách mép Khiến hai ngón chân út tỏi ra hai bên Rồi đeo chiếc thùng sắt tây đã nhắn bóng Quay bọc rẻ rách to sụ vào vai Sau đấy thùng thình đi ra ngõ Ra đến cổng làng Đặt chân lên con đường nhựa Ông lão cất cái giọng khàn khàn sao Pha xa Lạc giang nóng giòn Từ chỗ ấy Đi về ngã tư trung hiền Ngược lên ô cầu rền Đoạn vòng đi vòng lại khi nào dạp lạc mộng đài cạnh chợ mưa tan hát Lúc đó đã khuya khuya Mới lần về nhà Ông lão sống một thân một mình Quê quán ở đâu Vợ con ra sao Vượt biên giới sang đây làm ăn từ bao giờ Không ai biết Có hỏi Ông lão cũng chỉ nhíu cặp lông mày lầm trầm sợi bạc Làm hai cái túi da đeo dưới mắt chảy xuống nét mặt thần xa Ông lão không có họ hàng bạn bè Về đến nhà Ông lão chỉ thích gần thằng bé mình cá chấm Xa xạm nắng tóc khét nắng và cái nắng gai gắt những ngày mùa hạ cũng đã tôi luyện tâm hồn nó. thẳng Sơn. Đối diện nhà Sơn là nhà anh chị Kim, hai vợ chồng suy sát tuổi nhau, khoảng 24-25. Hai khuôn mặt cũng có những nét giống nhau, tình nhanh, thẳng thắn, đôn hậu. Anh làm thợ nguội ở nhà máy xăng phin, cách làng vọng độ mấy trăm thước. Chị làm cu ly ở trại cỏ, cạnh nhà thương rô banh cũng gần đấy. Hàng ngày, chị cắt cỏ đem về chuồng cho châu ăn. Đàn châu đó dùng để gây giống vi trùng làm thuốc trùng, phòng bệnh đậu mùa. Lai lịch của anh chị, người ta cũng không biết rõ. Đại khái họ chỉ biết, anh chị quê ở Phú Thọ, vùng đồi đất đỏ, cây cọ, cây sơn, cây trầu bạt ngàn. Từ khi đến ở làng này, anh chị chưa to tiếng với ai. Vợ cũng như chồng, hay giúp đỡ mọi người. Có lần anh biếu một người bạn cùng làm ở nhà máy, bị ốm nặng lại đông con cả một tháng lương cho nên tuy còn son rỗi ăn mặc giản dị ít ốm đau anh chị vẫn không dành dụng được đồng nào một bận vào kỳ lương một người quen biết anh từ hồi nhỏ đến giật nóng năm đồng hẹn hôm sau đem trả cái hôm sau ấy mất hút cùng với gã kia biết chuyện ông hà phàn nàn thay cho anh anh kim thản nhiên nói cây này chỉ tại cậu ta một phần còn thì là tại sòng bạc tiệm hút tiệm nhảy nhà hát cô đầu nhan nhản ở đất này. Anh chỉ nói có thế. Các cụ có câu, thế gian được vợ hỏng chồng. Đối với anh chị Kim, vợ chồng đều được. Bởi thế, người ta rất mến anh chị. Sơn cũng vậy. Những lúc dối, nó thường quấn quýt bên vợ chồng anh. Bên trái nhà Sơn là nhà thằng cha ngão. Ngão lùn, bụng phệ. Mặt to cằm liền với cổ, mắt trắng xã. Khói thuốc men rượu đã làm cặp môi dày xám ngoét, lưng ngắn, chân tay ngắn, lại béo sổ, nòm hắn như con thỏ lò. Hắn bao nhiêu tuổi? Khó đoán, người thì cho hắn chỉ độ hơn 40, người thì áng chừng hắn đã ngoại 50. Có một điều chắc chắn là hắn đã đứng tuổi. Hơn nữa có cháu nội cháu ngoại được rồi, vậy mà hắn vẫn lấc cất, ngồng ngây như bọn con trai đảng điếm. Vợ con hắn đâu? Hắn sống bằng cách gì? Người trong xóm cũng không một ai biết đích xác. Chỉ biết hắn sống đơn độc và phong lưu. Hàng ngày, hắn lang thang trên Hà Nội hoặc la cà ở các làng chung quanh. Mùa rét, có lúc hắn mặc bộ comple bằng len, tay sách cặp da đen, giống hệt một chủ hạng buôn. Có lúc hắn đội khăn xếp nhiều tây, vận áo đoạn huyền, quần lụa bạch, giận giày ban, trông lại như một ông Hàn. Có lúc hắn mặc áo bành tô, quần kaki, đội mũ phớt, đi giày cao cổ, với cái cặp da đã sờn mép kẹp ở nách. Lúc đó, hắn lại giống một tay cai mộ phu cao su đi Nam Kỳ. Và khi thì hắn để dâu, ít lâu sau hắn lại cạo đi. Thường thường nửa đêm hay gần sáng, hắn mới quay về cái xóm nhỏ. Say, say rượu, say thuốc viện rồi ngủ như chết đến 9-10 giờ hôm sau. Đoạn lại đóng bộ và chân chữ bát, khệnh khàng đi ra cổng làng. Bà nén hương cắm trong cái bát nhang bụi bậm, lỏng trọng giam cái chân hương, ngút lên mấy sợi khói đậm thẳng đứng. Đột nhiên các sợi khói lần lượt đứt chân Tan biến đi Hương tắt, bát nhang lại ngồi lạnh Cỏi tan tầm sáng từ sân tàu bay Nhà máy xăng phin giật rộng Xô về cái làng ngoại ô Và rồi như mấy sợi khói Tiếng hú tan vỡ ra Cái làng ngoại ô trở lại im ắng Ông Hạp leo lên giường kính còn lấy tạ Đoàn ông bảo Sơn Khách sắp đến rồi Còn lấy bát đũa ra bưng nồi cơm lên Sơn đi làm ngay Vừa sửa soạn xong thì khách đến Họ vây quanh chiếc mâm gỗ chóc sơn Đặt chính giữa tấm phản mọt Trên chiếc chiếu họ đầu họ đuôi Cụ bầu, anh Kim, ngão Sáng nay ông Hạp ân cần mời cả chị Kim Chị Kiếu lấy cơ đã có chồng thay mặt Còn ngão Hai nhà tuy cùng một xóm song không thân nhau Nhưng chẳng mấy khi có việc vui mừng Không mời nhau một tiếng không tiện Ông mời không đậm lắm Không ngờ hắn vồ vập nhận lời Bây giờ hắn ngồi phền phện chỗ kia chiếm hẳn một góc phản. Dường như hắn vẫn còn ngái ngủ, mặt thộn ra, mắt hùm hụp. Thoáng chốc, hắn hoạt bát hẳn lên, một tay trông xuống chiếu, hai mắt nhìn chằm chạp vào mâm cỗ. Ngão cười cầu tài đoạn lên tiếng. Hôm nay nhà ta có kỵ hay sao mà ông anh lại cho chúng tôi chén bát linh đình thế này? Ông Hạp liếc nhìn mâm cỗ, một đĩa tây thịt gà vàng hạnh hai bát chiết yêu miến xào lòng gà, một bát loa cổ cánh gà nấu với bí xanh, cạnh mâm đứng sừng sững một chai rượu ti nhà nghèo mà sửa được mâm cơm như thế là tươm rồi ông xoa hai bàn tay vào nhau vẻ hoan hỉ tỉnh thần hôm nay nhà tôi không có kỵ nhưng có tí việc cây nhà lá vườn nuôi được con gà thì giết thịt chứ có gì mà linh đình cụ với ông với anh không chê nghèo ngồi cùng mâm với bố con tôi thế này là chúng tôi vui rồi ông hạp trịnh trọng rót rượu ra mấy cái chén rồi nói vọng xuống bếp sơn đâu lên đây con các cụ các ông cũng như người nhà ấy mà sơn nghe thấy tiếng bố nhưng không nhúc nhích nó ngượng anh kim phải đi xuống bảo nó nó mới chịu lên rồi ngồi ghé xuống mép phàn ông hạp lại xoa hai bàn tay vào nhau mời cụ bầu ông ngãi anh kim làm tí rượu cho ấm bụng chưa ai động đậy ngão đã ngồi sát lại bên mâm hắn kẹp chén rượu giữa mấy ngón tay to như quả chuối mắn đưa lên mồm tập một hớp đoạn hắn nhan mặt cái thằng rượu tê dạo này pha lắm cồn quá khác Uống sóc gớm Có lẽ để cho đỡ sóc Ngạo gắp ngay một miếng thịt gà bỏ vào mồm nhai tóp tép Bấy giờ cụ bầu anh Kim mới động đũa Sơn dưới nước mắm vào bát cơm lặng lẽ và Anh Kim ngồi bên cạnh thấy nó ăn khan Anh chọn một miếng thịt to Nạc gắp cho nó Nó liếc nhìn mọi người rồi rúi miếng thịt xuống đáy bát Tiếp tục ăn cơm không nó không nỡ ăn thịt con gà mà nó chăm chút từ lúc mới bằng nắm tay bao nhiêu công lao của nó bao nhiêu tình cảm của nó giá không có khách nước mắt nó đã chảy ra rồi Ngạo đã gặp người lại choán gần hết cái mâm uống rượu ừng ực nhà xương gà rau ráu cụ bầu anh kim ăn uống nhỏ nhè ông hạp cầm chừng nâng cái chén lên lại đặt xuống không khí trong gian nhà tự hồ lắng xuống giá lạnh thêm anh kim liền gợi chuyện Làng ta chật trội thật ông nhỉ Trả bù với đất phú thọ nhà cháu Có nhiều nơi mỗi nhà chiếm một quả đôi Bếp tắt Lên đồi xuống đồi mỏi dã chân Mới xin được tí lửa bên láng giềng Đêm hôm nhỡ động dạng Hàng xóm sang được đến nơi thì kẻ gian đã đi từ bao giờ rồi Nhưng được một cái rộng rãi mát mẻ Tha hồ mà chăn nuôi trồng trọt Ông hạp trầm ngâm giây lát rồi đáp Hồi còn nhỏ Tôi nhớ làng tôi cũng rộng lắm ruộng vườn nhiều Thổ cư nhiều Tha ma ngày xưa rộng gấp 3-4 lần bãi tha ma bây giờ. Người sống ở rộng, người chết cũng không phải chen chúc. Mấy năm sau, Tây cắm đất làm sân bay, trại cỏ, nhà máy xăng phin, mất đến 2 phần 3 làng. Rồi lại mở đường làm nhà, xây bể bơi, nhà nhảy đâm, sơn quần vợt cho các quan tàu bay. Từ đấy, làng này chỉ còn một cánh đồng hẹp như giải áo. Cái đầm kia với rào đất cho hơn 100 gia đình ở chui rúc. Mất đất, những người trước kia làm ruộng, trồng sau Giờ phải quay ra làm nghề cá Làm nghề gì nhiều nhất hả ông? Các làng ngoại ô chúng tôi có một cái đặc biệt Mỗi làng làm một nghề Cha rắt díu con Anh rắt díu em Bà con xóm mạc rắt díu nhau Lâu dần gần như cả làng làm nghề ấy Nhật Tân, Nghi Tàm, Quảng Bá Ngọc Hà trồng hoa cây cảnh Hoàng Mai tương mai lái ô tô Kim Liên cắt tóc Làng Tám Khâu Đầm Làng Lũ Giả Cốm thành trì tráng bánh cuốn, làng bưởi dệt vải làm giấy, làng tráng trồng rau. Làng tôi thì chuyên đi quét vôi, sơn cửa các nhà trên Hà Nội, hoặc sơn cầu sơn cột cho nhà nước. Cây nghề này vốn dĩ là một nghề mạt, nên làng tôi trừ giam ba người có chữ đi làm việc Tây không kể, còn bao nhiêu đều nghèo túng cả. Cái anh thợ xẻ, giáo mồ hôi là hết tiền, còn cái anh thợ sơn vôi chúng tôi, về sơn vôi trên quần áo, mặt mũi mà khô là đói bụng biết thế mà vẫn phải tra truyền con nối giữ lấy nghiệp nhà ngạo đang cúi xuống đĩa thịt gà chờ thằng người lên hắn góp một câu cho có chuyện đúng đấy cái anh ngoại ô là mỗi làng một nghề trộn không lẫn cái anh kìm liền mới buồn cười mới bằng cái nhép mũi cũng đã khăn xếp áo the quần hổ lơ ngày ngày xách cái hòm thợ cạo mò vào các làng kiếm ăn còn thằng sơn nhà ông ông định sau này cho nó làm nghề gì ông hạp chép miệng ông tính nhà nghèo, thần thế không có, chữ nghĩa cũng không, chả đi làm cái nghề sơn vôi còn làm nghề ngỗng gì. Nghiệp sĩ nó như thế cưỡng lại cũng chả được. Còn vua thì lại làm vua, con thầy chùa lại quét lá đa, cựa lắm chỉ tổ xây vầy. Anh Kim mùm mỉm. Xây vầy thì xây vầy cũng phải cựa. Ngạo tán thưởng bằng cách sổ sàng vỗ vào đùi anh Kim. Anh bạn nói rất là một sự trí lý. Đổi giọng hầu như sừng sộ. Co cái lý đếch gì con vua lại làm vua Con thầy chùa lại quét lá đa hả Phải phế cái trò ấy đi Thầy ngạo to tiếng Ông Hà vội lái về chuyện của mình Chả giấu gì cụ bầu ông ngão với anh Kim Theo tục lệ Tôi kiếm mâm cơm cúng Để các cụ phù hộ cho cháu sơn sáng con mắt Chặt đầu gối Vì là bắt đầu từ ngày mai Cháu theo tôi đi làm kiếm miếng cơm ăn Thôi thì chả no lòng cũng mát ruột Còn hơn là cứ nhong nhóng ở nhà Từ đầu bữa tới giờ Sơn lặng im câu chuyện của đám người lớn khiến nó biết rõ thêm cái làng quê hương và cái nghề nó sắp làm một nghề mạt nghề mạt là thế nào nó chưa hiểu nhưng qua giọng nói nét mặt rõ ràng bố nó không muốn nó làm nghề này tuy vậy nó vẫn cảm thấy vui vui từ ngày mai nó tự kiếm sống được rồi cụ bầu liếc nhìn bát cơm của sơn bát cơm trắng xóa ông lão chọn mái mới được một miếng thịt ngon lành gắp cho nó rồi ông lão buông một tiếng thở dài còn nhà nghèo khổ thật Ông Hạp tập một hớp rượu Như để nén ép nỗi buồn đang trào lên trong lòng Con nhà người ta Lên 10 đã phải theo cha anh chú bác đi học nghề Cháu sơn năm nay mới đi là được chơi không hai năm rồi Chả mẹ cháu mất sớm Lại được mỗi một mình cháu Nghị cũng thương nên tôi nấn ná mãi Nhưng cái thế không để cháu ở nhà mãi được Thì phải cho cháu đi làm thêm cặp vào Trước sau cũng một lần Nghiệp sĩ nó như thế Anh Kim không biết uống rượu Mới nhấp một tí mặt anh đã đỏ bừng và men rượu đã làm anh cởi mờ Ông cứ để em Sơn đi làm cho nó dạn đi. Giảm bà năm nữa, nó nhớ nhau lên, cháu sẽ xin cho nó vào học việc ở chỗ cháu. Thế thì còn gì bằng? Ông Hạp cảm động nói. Đang rùi miếng thịt cụ bầu vừa gắp cho xuống đáy bát, Sơn bỗng ngồi ngây ra. Từ ngày anh Kim đến ở đây, nó rất yêu anh, yêu tính nết, yêu cả bộ quần áo thợ máy loang lổ vết dầu mỡ hàng ngày anh mặc đi làm. Niềm vui của người bố chuyển lây sang nó Không ăn được nữa Nó lén lén bưng bát cơm xuống bếp Nhìn với sang nhà bé Tân Bố bé Tân cũng là thợ sơn vôi Anh đi làm từ sáng sớm Mẹ bé đang bán bún ốc ở cổng làng Ở nhà Chỉ có bé Tân chơi tha thần một mình Thoáng thấy Sơn Chú bé tươi tỉnh hẳn lên Chú bé rất mến Sơn Sơn ngồi xuống bậc cửa Bé Tân sán ngay lại Ôm lấy cổ Sơn Sơn từ từ moi từ đáy bát tò mò, chú bé nhìn chằm chạp. Khi hai miếng thịt dính hai miếng sao vuông vắn, vàng sụm hiện ra, chú bé ngượng nghịu. Mắt chớp chớp, chú bé quay mặt đi. Sơn lấy một miếng xé nhỏ, bón cho bé Tân. Mỗi lần nó giơ tay, cái miệng tròn xinh của chú bé lại há ra, như cái mỏ mép vàng nghệ của con chim non đang đón mồi, và cặp mắt đen láy mở to ra, sáng ngời. Nội vui sướng của chú bé choán lên tâm trí Sơn. Phút chốc, sơn quên con gà đáng thương của nó thình lình có tiếng gọi từ cái xóm nhỏ vọng sang tiếng ông hạp sơn bỏ nốt miếng thịt ôm bé tân hôn vào cái má phinh phính rồi chạy về nhà vắng lặng ông lão hoa kiều đã đeo cái thùng lạc sang nóng giòn đi ra ngõ anh kim ngồi ngoài hè hì hoáy sửa chiếc đèn bấm hộ một người quen ở nhà hắn ngão nằm trên giường vưỡn bụng ngáy sơn thu dọn mâm bát trong khi ấy ông hạp hối hả buộc lại chiếc chổi lau sau đấy ông đứng vụt lên Thầy đi làm không muộn rồi Còn chịu khó đi kiếm thêm ít củi ít than để dành Từ ngày mai trở đi Còn đi làm Không có thì giờ đi kiếm được nữa À cầm bộ quần áo của thầy vắt ở ngoài hiên Sang nhờ chị Kim chữa lại cho Lấy cái mà mặc đi làm Làm cái việc sơn vôi Mặc quần áo lành phí lắm Lạch sạch, lạch sạch Tiếng hai chiếc thùng ca sơn vôi va vào nhau Nhịp theo bước chân bậm bịch của ông Hạp Sơn ngó theo Sáng mai Sáng sớm nó sẽ đi ra ngõ với hai cái thùng và chiếc chổi lau kia Không vui cũng không buồn Nó chỉ thấy hồi hộp Và nó mong cho trong đến ngày mai Chương 3 Từ phía ngoài ô Đoàn tàu điện đã lại nghiến răng, Dậm chân, lao vào thành phố Quen lệ, sơn thức giấc Và nó nhớ ra Bắt đầu từ sáng nay phải đi làm Đi làm thì phải dậy sớm hơn đi kiếm củi Nó vọc dậy Gặp vội chiếc chăn chiên đoạn nhảy ra sân. Keng keng, két két, xẹt xẹt. Trong im vắng của cái xóm nhỏ, tiếng chuyển động của đoàn tàu vẫn xô lại. Nó vốn ghét tiếng tàu điện. Xong lúc này, tiếng lủng củng rời rạc ấy không làm nó bực mình. Nó đang vui. Chiếc khăn mặt rách mướp cầm ở tay, nó nhảy chân sáo ra bờ đầm. Một thằng bé cao và gầy, tóc dễ che lông mày rậm, mắt sâu, hai bên mép hơi trễ xuống thong thả đi lại. Thằng Tốp, bố mất sớm. Tốp phải đi làm từ năm lên 9 đỡ mẹ nuôi hai em. Năm nay nó 13, hơn Sơn có một tuổi. Nhưng bộ quần áo bê bết về Sơn vôi, đeo đẳng hết năm này đến tháng khác, mưa nắng và khó nhọc, khiến nó già dặn hơn Sơn nhiều. Tuy không thân với Tốp, Sơn vẫn mến nó. Đi đến trước mặt Sơn, Tốp đứng lại. Hôm nay mày đi làm phải không Sơn? Sao mày biết? Sơn lúng búng trong miệng, Tao mà tao lại không biết Mày làm một chỗ với thằng Tre đấy Thằng ấy chú hay ăn quà Nhà mày cũng nghèo như nhà nó Đừng có bắt trước nó Thỉnh thoảng có muốn làm tối kiếm thêm đỡ thầy mày thì đi với tao Tao quen khối chỗ Sơn ngước nhìn tốp Phút chốc Nó cảm thấy gần gũi hơn Ừ Sơn khẽ đáp Mày làm ở nhà nào cho tao biết Vài hôm nữa tao lĩnh lương Tao sẽ đến chỗ mày Khao mày một tối xin nê Nói đoạn Tốp quay đi Sáng điệu tốp non như một anh thợ Sơn vui chỉn chu và lành nghề Sơn càng thấy mến nó Rửa mặt xong Sơn phóng về Nó thắng ngay bộ quần áo mới vào Một cảm giác lạ lạ mơn man ra thịt nó Đây là hơi hướng của bố Và là công lao của chị Kim Chị đã bỏ cả một buổi trưa Một buổi tối để chữa bộ quần áo Nó quay đi quay lại ngắm nghía Cái quần gọn ghẽ Cái áo chắc khó chữa hơi nhăn nhúm Thế là tốt rồi Nó tự nhủ Bộ quần áo đã dùng rút mà vẫn dày như mo nang Mùi sơn vôi từ những vệt loang lổ Chi chít Bốc lên nồng ngái Nó khịt khịt mũi Cây mùi quen thuộc sọc vào mũi nó Nó cảm thấy dễ chịu và sung sướng Bây giờ nó mới giống những đứa trẻ cùng lứa tuổi trong làng Sơn vẫn ngắm bộ quần áo mới Bỗng nhiên nó thấy thiếu một cái gì À đôi guốc Đôi guốc mộc Quai bằng lớp xe đạp Cao lênh khênh mà tối hôm qua bố nó mua cho lúc đi làm về không đẹp bằng những đôi guốc sơn, quai già láng của bọn trẻ con nhà giàu. Tuy vậy nó vẫn thích. Đây là guốc của thợ sơn vôi. Nó xỏ chân vào, rồi đi đi lại lại. Lại một cảm giác xa lạ đến với nó. Vì từ lúc lớn đến giờ, ít khi nó đi guốc. Ngày nào cũng vậy, chỉ đến tối nó mới lấy guốc của bố đi rửa chân, đoạn leo lên giường. Sáng hôm sau, từ trên giường nó bước xuống đất, đi chân không cho đến lúc đi nằm. Hình như còn thiếu một cái gì nữa Cái nón Nó chợt nhớ ra Cái nón rách đầy sơn vôi Hoặc chiếc mũ cát đã mất quai chóp Vài lợp nứt như quả dưa bở cũng đầy về sơn vôi Nó không có mũ Nhà chỉ có cái nón chị Kim cho từ lâu Nó lấy ra chụp vào đầu Sau đấy lại đi đi lại lại Bất chợt Một người đi vào Ông Hạp, người bố thoáng nhìn con Một cảm xúc mới lạ bộc lên trên nét mặt ông Vui buồn lẫn lộn có lẽ vui nhiều hơn bắt đầu từ hôm nay lúc đi lúc về ông đã có bạn đường còn ông nó lại tự nuôi sống được rồi đó là điều mong mỏi Nhạc thấy bố sơn lúng túng có phần hơi xấu hổ nó vội vàng bỏ nón guốc ra ông Hạp không chú ý ông dúi vào tay con một bọc lá sen khô phảng phất hơi ấm ăn cho đỡ đói rồi đi làm hờ đứng gió mà vẫn rét chầu này rét sai thật Sơn mở cái gói ra Xôi đậu đen Bên cạnh nắm xôi có một ít muối vừng Nó không khỏi ngạc nhiên Vì năm thì mười họa Nó mới được ăn quả sáng Ăn xét bát cơm nguội Hoặc một củ khoai, một bắp ngô Bà con hàng xóm cho Còn xôi hiếm lắm Thật ra có những buổi kiếm được nhiều củi Nó cũng bán đi một phần Xong được bao nhiêu nó đem về đưa cho bố bấy nhiêu Nó mổ côi Nhà lại nghèo Những đứa trẻ trong cảnh ngộ ấy thường biết nghĩ Ông Hạp ngồi xuống phản Nắm trẻ mà loại rẻ tiền Phà trong cái ấm mất tai phải chẳng dây thép đã ngấm Ông ra ra cái chén bạch định Trẻ nước tím đen màu máu đìa Ông kẹp chén nước trong lòng bàn tay Vừa uống vừa thổi phù phù Ăn đi rồi đi với thầy Sắp sáng bạch nhật rồi Ông Hạc âu yếm dục Thầy ăn chưa Sơn ngập ngừng Thầy già, ruột gan nó quát lại Không phải ăn quả sáng Khoan khoái, Ông chẹp chẹp miệng Thầy thì quà gì cũng chẳng bằng 10 chai nước trẻ đặc với vài điếu thuốc khói cho đậm Lẳng lặng Sơn véo một ít xôi chấm muối vừng cho vào mồm Rồi nhai thong thả Nếp dẻo đậu bùi Muối vừng ngậy ngậy Càng nhai Cái vị thơm bùi ngậy ngọt Càng quyện vào nhau Thấm vào lưỡi các kẽ chân răng Ngon quá Nó cố dằn mới khỏi thốt lên như vậy Vừa ăn Sơn vừa liếc nhìn bố hình như bố nó đã uống đến chén thứ tư thứ năm sự khoái trá càng lộ rõ trên khuôn mặt xương xương niềm vui giản dị đó khiến miếng xôi cuối cùng nó càng ngon ngon quá nó lấy mũ bàn tay quệt ngang miệng đoạn đi ra vải nước đánh một hơi sơn ơi sang đây anh bảo anh kim ở trong nhà nói với ra sơn chạy sang có việc gì thế chưa rõ anh chị kim còn mày ngắm bộ quần áo mới của sơn dường như anh xúc động gương mặt anh xe lại. Chị cũng vậy, cặp lông mày thanh thanh của chị chịu xuống, đẻ lên đôi mắt lá răm. Anh cho Sơn cái này mặc mà đi làm cho đỡ xét. Vừa nói, anh Kim vừa đưa cho Sơn chiếc áo xanh công nhân mà anh thường mặc. Bất giác Sơn lùi lại. Để anh mặc, em có áo sợi rồi. Đi làm sớm qua hồ bảy mẫu, mà em phong phanh như thế kia thì ốm mất. Phải giữ sức mới làm ăn lâu dài được. Anh nói phải đấy, trời này ở trong nhà cũng còn rét, nữa là qua hồ gió hun hút, cảm nắng còn đỡ, chứ cảm lạnh lâu khỏi lắm. Chị Kim sen vào, giọng dịu dàng như giọng một người mẹ trẻ. Sơn lặng thinh, chị Kim liền cầm lấy cái áo mặc cho nó, đoạn nheo mắt nhìn. Chiếc áo còn sàn sạt, chưa vá miếng nào, chỉ phải cái rộng và dài, rộng thùng thình, dài gần chấm xương bánh chè, nom như chiếc áo bánh tô. Nhìn chiếc áo quá khổ, nét mặt chị Kim thoáng vẻ buồn, Chị vừa cuốn tay áo để bàn tay sơn tỏi ra vừa dỗ dành. Em chịu khó mặc cho đợi xét cái đã. Hôm nào nắng ấm, chị đem đi chữa thì mặc vừa ngay. Sơn vẫn đứng im, môi mím lại, mắt chớp chớp. Nó còn bé, nhưng không vì thế mà nó không hiểu tấm lòng của anh chị Kim. Và lại những đứa trẻ con nhà nghèo trong làng, mấy đứa không phải mặc quần áo đi xin. Có đứa còn mặc chiếc áo sách nát, mòi ở bãi rác cạnh sân bay, dài vừa chấm mắt cá chân, có đứa mà cả chiếc áo lót kẻ sọc xanh của lính Thủy, vừa làm áo vừa làm quần. Nhiều đứa còn phải cởi chân cởi chuồng. Bởi thế cái áo tuy dài rộng, Sơn vẫn không dám chê. Và lúc này, nó chỉ còn biết cảm động, sống mũi nó cay xè. Lúng túng Sơn quay về nhà. Bấy giờ ông Hạp mới thủng chuyện, giết vội hơi thuốc. Ông nói với sang nhà anh Kim. Anh chị lại cho em cái áo đấy à? Áo cũ đấy thôi ông ạ. À. Anh Kim vội đỡ lời. Thế anh lấy gì mà mặc đi làm? Cháu còn một chiếc nữa kia mà. Có một chiếc thì lấy gì mà thay đổi? Anh Kim cười xòa. Hôm nay chú Sơn đi làm, phải cho chú ấy ăn mặc cho ra chú thợ nhỏ mới được. Còn cháu ông không lo. Có phải áo gầm áo vóc hay áo len áo dạ đâu mà cháu không xin anh em được. Ông Hạp xịt mồi thuốc xịt một hơi nữa. Hơi thuốc đứt quãng, nghẹn nghẹn trong cuống họng. Lúc ấy ở nhà bên kia, nhà cụ bầu Mọi ngày vào giờ này Ông lão Hoa Kiều còn cuộn tròn trong chiếc mền bông sách Mảnh vải xô phủ bên ngoài đã sạt Ngủ chập trờn Vậy mà sáng nay ông lão lại thức giấc sớm Có lẽ vì đêm qua ông lão ít ngủ Người già như cái phong vũ biểu Mỗi khi thay đổi thời tiết Đêm trước Ông già bà cả thường tràn trọc Quả nhiên sáng nay rét ngọt Không khí như săn lại Khô khỏng, buốt ngàn ngắt Ông lão Hoa Kiều đã ngồi dậy Tủm hùm trong chiếc mền bông Câu nói của anh Kim vừa rồi nhắc nhở ông lão việc ấy. Cái việc mà ông lão định bụng sáng nay sẽ làm. Ông lão liền đánh tiếng. Sơn ơi! Cháu Sơn ơi! Sơn đi sang, lụng thụng trong chiếc áo xanh công nhân. Trông nó là lạ, lạ. Cặp mắt đã teo lại của ông lão Hoa Kiều, ánh lên một niềm vui kín đáo. Ông lão lặng ngắm chiếc áo, đoạn kéo Sơn ngồi xuống một bên. Cháu sắp đi làm đi à? Tì nữa cháu đi. Sơn lễ phép đáp. Ông lão với chiếc thùng sát tây đều ở góc giường Lấy ra một nắm lạc Những hạt lạc màu tím ngâm nước muối Húng liều, sang đúng độ lửa Chạm vào nhau Bật ra một tiếng khô giòn khe khẽ Đó là nắm lạc đêm qua Ông lão để lại trong chiếc túi vải thô Ủ một lần nữa trong mảnh bao tải Nên vẫn ấm ấm tay Quen lệ, ông lão bỏ vào túi áo sơn Và gật gù Hậu sơ ca Cũng như mọi lần, sơn nói lì nhí trong miệng Cảm ơn ông lão hoa kiều sau đây nó đứng dậy toan đi về nhưng ông lão đã nắm lấy tay nó giữ lại rồi ông kéo vạt áo lên để lộ cái xạ cá ra ấy là cái túi bằng dạ hình bán nguyệt có khuy bấm đeo vào thắt lưng ông lão giờ giờ rút ra một đồng hào ván đồng hào cạnh còn gai sắc lấp lánh ánh bạc hầu như chưa bọn một tí ghét vào mồ hôi ông lão mở bàn tay sơn xa đặt đồng hào vào chính giữa xong khép bàn tay nó lại cho cháu đấy Ông lão muốn nói một cách tự nhiên Mà giọng vẫn run run Tay sơn cũng run run Lần đầu tiên nó được người ta cho một đồng hào ván Đồng hào lại mới tinh Nó không khỏi bàng hoàng Nó luống cuống xòe bàn tay ra Định lấy đồng hào trả lại ông lão Biết ý Nó vừa xòe tay Ông lão đã lại khép lại và nói vội Cháu cầm lấy Cháu cầm lấy Không có bao nhiêu Ở đây chỉ có bún ốc Kẹo bột Bánh đúc ngô trên Hà Nội mới có nhiều quả ngon Cháu muốn ăn gì thì ăn Nét mặt giọng nói của ông lão Hoa Kiều mộc mạc Chân thật đến nỗi Sơn không dám trả lại nữa Nó đi về Đưa đồng hào cho bố Bồi hồi Ông Hạp nhìn vọng sang nhà ông lão hàng xóm Rồi ông nhẹ nhàng bảo con Cụ bầu đã cho Con giữ lấy Từ giày ai cho tiền con cũng không được cầm Ông Hạp hạ giọng Ở cái đất này Đồng tiền dễ làm hư hỏng con người bên ngoài đã dạng sáng cái tiếng động quen thuộc đã lại ồn ào trong làng tiếng vo gạo sàn sạt tiếng đàn lợn nái tiếng đàn vịt chạy lạch bạch tiếng gọi hỏi tiếng than vãn tiếng bước chân rậm dịch tất cả đều vội vã tất bật một thứ tiếng động tách khỏi cái tiếng động lộn xộn tiếng guốc rất nhiều tiếng guốc tiếng những đôi guốc mộc quai bằng lốp xe đạp cao lênh khênh hoặc mòn chơi như cái hồ xoài khô những người thợ sơn vôi đang lũ lượt đi ra cổng làng Ông Hạp một tay chụp cái nón Tay kia cua mấy cái thùng và dục con Đi thôi Sơn lật đật bước theo bố Thầy để con sách thùng cho Để thầy sách Con sách được Nhẹ không ấy mà Đi lâu nó sẽ nặng Bao giờ con lớn Thầy sẽ để con sách Người bố cho con mình hãy còn bé Đưa con lại nghĩ khác Mình lớn rồi Nó liền gõ guốc Bước chững chạc như những người đã đi vẹt không biết bao nhiêu đôi guốc mộc Cộp cộp, tiếng guốc của nó vang lên, hòa vào cái tiếng động khô khốc. Hai bố con đã ra đến cổng làng, quen chân, sơn toàn rẽ sang bên trái, dọc theo đường tàu bay, như những sáng đi kiếm củi. Chợt nhớ ra, nó rẽ sang bên phải, theo sát bố. Một bước ngoặt trong cuộc đời của chú bé mồ côi. Nó chưa hiểu điều đó, tùy thế nó biết rằng, từ sáng nay trở đi, nó sẽ gõ đôi guốc mộc trên nẻo đường mới mẻ này. Ngã tư vọng, Hồ Bảy Mẫu Hà Nội Sầm chiều lộn lại Trở về cái làng ngoại ô Thoáng chốc trong tiếng quốc bỡ ngỡ Sờ nhớ lại những buổi sáng đã qua Nó lang thang dưới dạng cây xà cừ Núc nát Hòa sữa hai bên đường Và nó đảo mắt nhìn Cái nhìn đã được tôi luyện Rất chính xác Một cảnh khô đây rồi Nhanh nhẹn Nó vung trèo nghèo giật xuống Nếu trèo nghèo không với tới Nó thoăn thoát trèo lên cây cái cảnh vừa gãy nó đã tụt xuống nhạt lấy Bẻ nghiến ra xếp vào thúng Những lúc vớ được một cảnh to Nó suýt xoa sung sướng như đứa trẻ giấu mẹ Nhấm mẩu quế chi cay rát lưỡi Củi than ít Đám trẻ đi bòn mót lại nhiều Bọn sen đầm Rồi củi gách trên tay lái xe đạp Bao xuống lục độn rẻ rách chạy xuống bên hông Thường làng vàng trên con đường này Một cuộc giành giật lẩn tránh luôn luôn căng thẳng Nó phải tinh mắt nhanh chân nhanh tay lắm mới kiếm đủ cái nấu cho bữa ăn hàng ngày sáng nay sơn sẽ làm việc khác khác hẳn tuy chưa bắt tay vào làm nhưng nó biết mình sẽ phải làm những việc gì sách nước tết trổi tiếp sơn vôi cho các bác các chú có thể ông khiêm thương bố con nó miễn cho nó cái thời gian điếu đóm của các chú bé học nghề như thế nó có thể được cầm ngay cái cạo cái que làm bằng một khúc sắt một đầu buộc miếng tôn hình chữ nhật cạo lớp vôi cũ đóng két ở chân tường cạo cả ngày, mai kia và những ngày sau cũng vậy. Bao giờ thuần tay mới được leo thang cạo phía trên, sau đấy học quét vôi. Cũng bắt đầu từ cái chân tường ẩm ướt, phủ đầy rêu, khi nào các nhát chổi không lang lổ, chỗ đậm chỗ nhạt mới được đặt chân lên cái thang, quét các mặt tường. Rồi thì được cầm chiếc chổi sơn và cũng khởi đầu bằng những việc dễ. Sơn chấn xong, cánh cửa nhà bếp, nhà tắm, cầu tiêu, đến lúc tay chổi thật đều mới được lên nhà trên nó sẽ lớn lên và thành nghề trên các bậc thang. Cũng như bố nó và các bác thợ già, nó sẽ có những lo lắng, đau khổ, những giây phút buồn rùn, choáng váng trên các bậc thang. Và cũng có thể, như những người xấu xố, nó sẽ chút hơi thở cuối cùng dưới chân thang. Nhưng Sơn chưa đến tuổi nghĩ đến những cái đó, những ưu tư đau buồn của người thợ Sơn vôi, nội vui đang khấp khởi trong lòng nó. Mấy năm nay, nhiều lúc nó năn nỉ bố nó đi học nghề, nó không còn bé dại nữa Cho nên nó không muốn làm công việc của nhiều đứa trẻ nhỏ trong làng Kiếm củi Đôi khi đi nhặt ống bơ sữa Vỏ đồ hộp Những mẩu bánh tây hôi mốc ở các đống xác Cạnh nhà bọn quan tàu bay Vừa chạy vừa nghe tiếng chó lại Hệ có tiếng sủa ổng là phá chạy Chạy bán sống bán chết Những lúc ấy Nó vừa hoảng sợ vừa tủi nhục Vì vậy nó thường đợi đám trẻ đã được làm nghề đi làm hết Nó mới dám đội cái thúng vác cái trèo nghèo mò ra cổng làng. Mãi đến sáng nay, Sơn mới tỏa nguyện. Giờ đây, nó ung dung gõ guốc, tay vùng vầy chiếc chổi lau. Bất giác, nó đưa tay lên để xoa đầu. Cái nón, nó liền bỏ nón ra, miết lên cái mái tóc mà chôn thúng đã làm cụt đi, xoắn lại, cứng như dễ che. Một cảm giác gai gai chuyển sang bàn tay. Nó đội nón vào. Thôi, từ giày không phải đội thúng nữa. Hồ bảy mẫu, cái hồ rộng với màu xanh úa của những bè rau muống, những mảng bèo Nhật Bản già cằn, một vài con bói cá ngủ gật trên cây ngái còng, nhô ra mặt hồ. Gió đang bốc lên, tanh lợm mùi bùn, quẩn xoáy vào đám thợ sơn vôi. Rét buốt, sơn khép vạt áo lại, vẫn rét, cây rét đúng là có nọc. Nó Nọ buốt như nọc rết nọc ăn vỏ vẽ, chiếc áo vừa rộng vừa dài, khiến nó nhớ đến anh chị Kim. Anh chị Kim tốt thật, không có cái áo này lạnh phải biết đây nó gài khuy lại thọc tay vào túi áo nắm lạc lạo xạo và một vật gì tròn âm ấm, ấm à đồng hào ván nó nghĩ đến cụ bầu ông lão hoa kiều cũng tốt lắm những người ở cái xóm nhỏ của nó đều tốt cả trừ ngão nhưng lúc này nó quên phước hắn ta nó đang vui sơn thoáng thấy tốp đi phía trước nó xảo bước phút sau nó đã đến bên tốp chén đi Sơn dối một rúm lạc vào tay Tốp và nói. Tốp rụt tay lại. Tao đã bảo mày, thế mà mới bảnh mắt, mày đã lại ăn quà rồi. Không không, tao có mua đâu. Sơn cướp lời Tốp. Cụ bẩu cho tao đi chứ. Thế thì mày ăn đi, tao không ai ăn quà đâu. Tốp lẩm bẩm, làm cả ngày mới được hơn một hào. Ăn quà thì không có tiền đong gạo. Từng hừng, Sơn nhét rúm lạc vào túi áo. Nó không ăn nữa, và nó cũng không giận tốt. Đám thợ sơn vôi đã vào đến thành phố, họ chia thành từng tốp, tàn ra các ngả. Sơn theo bố đi về một phố vắng, rồi dừng lại trước một nhà đồ sộ. Chống ngực chú thợ sơn vôi tay mơ đập thình thịch. Chương 4. Sơn bước qua cái cổng xây, cái cổng bên trên có mái lợp ngói mũi hài, bốn góc uốn cong hình lưỡi đao, gây cho nó cái cảm giác giống như những lần nó đi chơi chùa, giòn sợn rồi nó đặt chân lên một lối đi lát gạch xếp nghiêng đỏ au hai bên viền hai dải đất dài sỏi trắng tinh những chiếc đôn trên đặt chậu hoa cây cảnh đứng ngay ngắn im lặng như các chú lính trong phiên gác nhiều thứ hoa lạ mắt nhiều cây cảnh với những hình thủ kỳ dị mời qua cái cổng lối đi vào thềm hè sơn đã choáng ngợp vì sự giàu sang của chủ nhà đẹp quá đẹp hơn nhà cai phẳng hơn mấy nhà có của ở làng nó rất nhiều trần nó run lên Ông Hạp xỉ tai con Đây là nhà quan tránh mật thám ta Thầy đã làm ở đây mấy lần Thầy biết Vợ chồng quan tránh khó tính lắm Thợ sơn vôi có người bị đánh đau Có người bị bỏ tù rồi đấy Những ngày làm ở đây Con không được cười đùa Nói to Đi chỗ này chỗ nọ Thấy người trong nhà đi qua con phải chào Nhất là quan tránh Người to béo để dâu Mắt to Cả cái sẹo ở má là quan tránh đấy Làm ở đây còn đỡ sợ hơn là làm ở nhà quan tránh mật thám Tây. Ông ngừng lại, hạ giọng nói tiếp. Quan tránh mật thám Tây giữ như ông ba mươi ấy. Chồng tướng cũng đã giữ rồi, làm phật ý quan tránh là mất mạng như chơi. Nghe bố nói, Sơn càng trợn, nó len lén bước theo bố. Phút sau, hai bố con đến chỗ làm. Mấy người thợ Sơn vôi, người làng cùng làm một nhóm với ông Hạp đều đã có mặt. Ông khiêm trưởng nhóm, giao việc cho từng người. Nhạc thấy Sơn ông ôn tồn nói Hôm nay cháu đi làm phải không? Thế là tốt rồi Bác cho cháu phụ thầy cháu Bố con bảo nhau mới trong tấn tới Cần nhất là phải chịu thương chịu khó cháu ạ à. Ông khiêm quay sang ông hạp Ông cho cháu nó tập cạo cho nó mau biết nghề Lời lẽ dáng điệu của ông trưởng nhóm Khiến Sơn yên tâm Nó vừa cầm lấy cái cạo thì trẻ đi lại Thằng này chúa hay ăn quả đây Nhớ lời tốp sạn ban sáng Nó muốn lảng tránh nhưng trẻ đã đến bên nó và riu rít như con chim sẻ mày làm ở nhóm này đi à thế thì thú lắm trước đây chỉ có mình tao là bé chả biết nói chuyện với ai làm lúc buồn bỏ sư đi trẻ đỡ lấy cái cạo ở tay sơn đoạn vừa nói vừa làm điệu bộ lúc cạo mày phải cầm cái cạo thế này mới lâu mỏi khó ra phết đấy chứ đừng tưởng à tao dặn nhé lúc nào nhìn lên phải xòe bàn tay để bên trên mắt đã hãy nhìn không thì bụi vôi hay vôi giọt trên cao rơi vào mắt. Hồi mới tập, tao bị luôn mấy vố, sát phải biết nhé. Sơn lặng nhìn chè cái định kiến không tốt về thằng bạn đồng nghiệp nhạt đi trong lòng nó, nó ngập ngừng. Ừ, tao mới đi làm, có cái gì mày bảo tao với? Trẻ khoát tay. Được rồi, anh em áo ngắn cả mà. Nó nói như người lớn ấy, suýt nữa Sơn phỉ cười. Giữa lúc ấy, bố nó vác thang ra hiệu cho nó đi theo đi làm thôi trong lúc làm con đừng có nói chuyện ông cai phảng đi tuốc nê luôn đấy ông ấy mà bắt gặp thợ ngồi chơi hay nói chuyện trong giờ làm là ông ấy cúp lương nhiều lần như thế ông ấy không cho làm nữa ông hạp thở như hát hơi xa. thời buổi người khôn của khó kiếm được miếng ăn không dễ đâu con ạ à. ông hạp gây thang trèo lên cạo phía trên sơn cạo phía dưới chỗ chân tường sạt 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 cái cạo xiết vào tường làm lớp vôi cụ bong ra rơi lả tả xuống đất một lớp bụi mờ mờ bốc lên đám bụi mỗi lúc một xày bàng bạc như xương muối vây quanh sơn không chú ý nó mải miết đẩy cái cạo sạt 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 có lẽ nó làm được hơn một tiếng đồng hồ rồi bàn tay đã nong nóng rồi san sát nó chuyển cái cạo sang tay trái ngượng tay quá nó lại cầm sang tay phải mím môi mím lợi, miết vào mặt tường, bụi bốc mù mịt. Các động tác đơn điệu buồn tẻ khiến Sơn buồn ngủ, Mì mắt nặng dần đoạn nặng trĩu. Thình lình có tiếng chân rệu rào trên đám sỏi cạnh chỗ nó làm. Nó mở choàng mắt. Ông cài phàng đi tuốc nê hay quan tránh mật thám về. Ai thì nó cũng sợ. Nó vội đứng ngay ngắn lại, dồn sức vào cánh tay đẩy cái cạo. Tiếng bước chân lại gần. Bất xác, nó ngoái lại nhìn không phải cai phàng cũng không phải lão tránh mật tám mà là ngão thằng cha ngão ở xóm nó ngão mặc chiếc bành tô tàng quần nâu đi giày xăng đá đội mũ dạ phở, tay cắp chiếc cặp da đá mòn sách trông hắn như một người đi thu tiền điện tiền nước hoặc tiền vệ sinh hắn cũng đã trông thấy sơn hình như hắn ngạc nhiên hơn thế nữa lúng túng mày làm ở đây à sơn ngão hỏi dáng điệu không được tự nhiên vâng Sơn lơ đãng trả lời Thầy mày làm ở đây lâu chưa? Hôm nay thầy cháu với các ông ấy mới bắt đầu làm Ông Hà bỗng ngừng tay Nói chó xuống Ông Ngão đi à? À, ông Hà Ngão cười nhạt Hai ông còn được làm cùng một nhóm thì vui nhỉ Ông đi đâu đấy? Gơm, hỏi thăm mãi mới tìm được đến đây Hà tiện tiền xe Thành thử quốc bộ tướt bơ Có việc gì thế ông? Ông Hạp ngắt lời ngão Có việc gì đâu Sáng nay tôi dậy Định mở hòm lấy quần áo thay Thì mất bánh chìa khóa Tìm trong nhà ngoài sân vã mồ hôi không thấy Tôi đoán có lẽ thằng cháu Sơn bắt được Thế là tôi phóng đi tìm nó Tôi chắc cháu không bắt được đâu Nếu bắt được cháu đã rêu dao. Năm ngoái Cháu bắt được cả một tờ giấy bạc 5 đồng của anh Kim Cháu cũng hỏi rồi đưa trả anh ấy Huống hổ cái chìa khóa Vật thử đáng là bao Ông ở gần nhà Ông lạ gì tính cháu nói thật như đế mấy Sơn sen vào Vẻ hơi bực bội Cháu bắt được thì cháu trả ngay Chứ cháu giữ làm gì Ngão ngào ngán mà giải ra Làm thế nào mở được cái hòm bây giờ Thuê xe Đem cái hòm lên đây chữa thì lình kình Gọi thợ khóa về tận đấy Thì nó chém cho phải biết Đầu óc ra cái đếch gì mà đáng chi đến thế Dứt lời Ngão lừng khửng quay ra Ông hạp ngó theo Hắn cất công đến đây Có phải chỉ vì chiếc chìa khóa không Chưa chắc Vậy thì hắn đi tìm bố con ông để làm gì Ông hạp chưa nghĩ xa Cái cạo trong tay ông đột nhiên nặng nặng Sơn cũng nhìn theo ngáo Nó không nghĩ được xa như bố nó Nhưng nó bực Sao người ta lại nghi cho nó bắt được chìa khóa mà lại không trả Câu chuyện thoảng đi như cơn gió Sơn chỉ còn nghĩ đến công việc của mình Cạo Cạo nó miết cái cào đến nổi con chuột ở cánh tay lên. Lát sau nó thấy đói. Cái đói mỗi lúc một cồn cào. Mắt nó hoa hoa, chân tay bùn rùn. Nó càng thương bố. Bố nó từ sáng đến giờ, chưa có một tí gì trong bụng. Bỗng tiếng chuông nhà thờ đâu đấy gióng giả đổ hồi. Tiếp đến tiếng ông khiêm. Chưa rồi, ta nghỉ thôi các ông. Ông khiêm nhìn quanh một lượt, Hồi hởi nói tiếp. Sáng nay rét buốt, mà ta làm vẫn chạy việc đấy chứ. Sơn cũng hồ hời Ông trưởng nhóm vừa khen mọi người Khen cả nó Nó đang ngắm cái bàn tay đỏ dần Rát như phải bỏng Ông Hạp đã từ trên thang tụt xuống Ông dẫn con đến chỗ vòi nước Mà người làm vườn thường cắm vào cái ống cao su vào Lấy nước rửa hô xi si tưới cây Hai bố con rửa mặt mũi chân tay Đoạn trở lại chỗ góc tường Ngồi bệt xuống thềm Ông Hạp mở cái gói bọc vì buồm ra Nắm cơm đã nguội tanh Dùm cá đỏng đong con nào con ấy nhỏ bằng nửa ngón tay út Phủ một lớp muối trắng xóa khô cong Sơn đợi lấy miếng cơm bố đưa Cho vào miệng Điểm thêm một màu cá thong thả nhai Càng nhai càng ngọt Nó có cảm giác miếng cơm đạm hơn mọi bữa nhiều Bất chợt có tiếng chó lai sủa trong phòng Nghe ồm ồm như tiếng mõ tre Rồi đến tiếng một người đàn bà Chừng đã đứng tuổi Xẹt mồm hỏi Chúng bay đã cho chó ăn chưa Tức thì có tiếng đáp từ dưới bếp vọng lên thưa bà lớn cho rồi ạ, cho nó ăn gì giọng mụ vẫn đài các. thưa bà lớn một đĩa cơm rang với bơ, vây một bát súp thịt bò khoai tây ạ. có thật không? hai chúng bay lại hốc hết, để nó phải ăn kham ăn khổ. dạo này thỉnh thoảng nó lại ngúng nguẩy không được khỏe như trước đâu. liệu mà chăm sóc nó? nó nằm một chỗ, quan cho chúng bay đi tù cả lũ. ông khiêm đang gặm bắp ngô bỗng dừng lại. Ông buông một câu chua chát Thật anh em chúng mình không bằng con chó Tây Dường như ai nấy đều ngừng nhai Nét mặt xe lại Ăn xong Hai bố con ông Hạp ra chỗ vòi nước rửa mặt Vốc nước uống Rồi trở lại chỗ cũ Ông Hạp dựa lưng vào tường Nhẩn nhà hút thuốc Điều thuốc ngon lành Khiến gương mặt ông đỡ khắc khổ Còn ông đã được đi làm Sang năm chắc nó được tăng lương Cứ thế độ 10 năm nữa là cùng Lương nó bằng lương ông khi đó bố con ông sẽ đủ ăn đủ mặc với mức này Thế là đáng mừng rồi Sơn ngồi cạnh bố Nó mải ngắm nếp nhà Tây hai từng đồ sộ Trung quanh có vườn cây bồn hoa bể xi măng Cái bể nổi Ở giữa có bốn con cóc bằng đồng hun, Mắt lồi Tia nước vọt qua cái mồm há hốc suốt ngày đêm không biết mệt mỏi Nó nghĩ gì mà mặt nó thần xa Nó nhớ đến cái nhà của nó Của những người nghèo khổ ở cái làng ngoại ô Và nó lấy làm lạ Sao lại có những ngôi nhà to đẹp như thế này Những ngôi nhà thấp nhỏ Rột nát như thế kia Nó không hiểu nổi Tiếng ô tô lan rào rạo vào khu biệt thự Cắt ngang dòng suy nghĩ thơ ngây của Sơn Tò mò Nó đưa mắt nhìn chiếc xe Nước kề nổi bật trên màu sơn cánh cam Người tài xế mặc bộ kaki trắng Cổ áo cao cứng nhắc Đầu đội chiếc mũ lưỡi chai đen nhánh Nhanh nhẹn mở cửa Một người bệ vệ bước ra đúng cái người mà bố nó mô tả lúc sáng. To béo, dâu quạp, dầu ghi đồng quốc như tụi trẻ con thường nói. Mắt ốc nhồi, vết sẹo nằm chéo trên má, vết tích của một nhát sao chém, bẫm, đỏ, sần sùi như một vết hàn xì. Hắn mặc bộ còm lê màu xám cho, ngoài khoác chiếc ba đờ suy đen, láng bóng như lông con chó mực. Quan tránh mật thám ta mà đã ghê như thế này, thì quan tránh mật thám tây ghê đến như thế nào? Sơn nghĩ thầm, bất giác nó cúi mặt. Lật đật, ông Hà và những người thợ sơn vôi đứng dậy, kính cẩn chào. Thằng tránh mật thám lạnh nhạt gật đầu rồi hỏi. Hôm nay các anh bắt đầu làm à? Bẩm vâng. Mọi người đồng thanh trả lời. Phải làm cho kỹ, không được bôi bác nghe không? Bẩm vâng. Thằng tránh mật thám lừ lừ đi vào nhà. Ai nấy lại ngồi xuống, lưng dựa vào tường, mắt lim dim. Buồn ngủ nhưng không dám ngủ, sắp phải làm rồi. Riêng Sơn vẫn tỉnh táo, một ý nghĩ mờ nhạt như đốm lửa leo lét trong bóng đêm vừa hiện ra trong đầu nó. Quan tránh mật thám khác bố nó, khác những người thợ Sơn vôi ngồi đây kia, khác hẳn. Tại sao họ lại không giống nhau? Vì ông ấy là quan tránh mật thám, còn những ai kia là là thợ Sơn vôi, nó chỉ biết thế. Sơn còn đang hình dung mâm cơm của thằng tránh mật thám trên tòa nhà lộng lấy. Trẻ đã đi lại ngồi xuống bên cạnh Lúc nãy ông ngão tìm mày có việc gì thế Trẻ ngáp vào hỏi chuyện cho đỡ buồn ngủ Ông ấy đến hỏi tao có bắt được cái chìa khóa của ông ấy không Ông ấy là hay giấm gió như con mẹ đồng nát Thỉnh thoảng gặp tao ở trong làng Ông ấy cũng cứ hỏi chuyện nọ sang chuyện kia Tao chả biết đằng nào mà trả lời Ông ấy cũng quen mày à Trẻ lại ngáp một cái đến chảy nước mắt Ai mà ông ấy chả quen Mồm cứ như con cá ngáo đớp bỏ nước Thì làm quen với ai trả được Tiếng đẳng hắng ho khan Tiếng vươn vai vặn mình Tẻ nhạt và mệt mỏi ra lên khe khẽ Đám thợ sơn vôi lục tục đứng dậy Sơn đứng lên theo Suốt nửa ngày cầm cái cào Đứng một chỗ Làm không nghỉ Giờ đây cho nó đã trồn Hai bên hông ê ẩm Cánh tay mỏi Bàn tay bỏng sát Giá như làm ở nhà khác Những người thợ đã kể chuyện tiếu lâm Lầy kiều ngâm sa mạc cho đỡ buồn ngủ. Nhưng đây là nhà quan tránh mật thám, quan bản tính lắm, ai nấy đều ngậm tam, chỉ còn tiếng cạo quèn quẹt, tiếng chổi vôi vỗ bồm bộp, tiếng thang vặn ken két. Đang mải mút đẩy cái cạo, Sơn bỗng giật mình và ngừng tay lại. Lạ quá, trời không mưa mà lại có một dòng nước từ trên cao rót xuống đầu xuống ngực nó. Bất giác nó ngửa mặt nhìn lên, lập tức nó nhắm mắt lại, nó lấy tay áo quẹt ngang rồi lại ngước nhìn qua cặp mắt cay xè Nó thấy một thằng bé khoảng 8-9 tuổi Mặc bộ quần áo len đỏ Kiểu trượt tuyết đứng trên ban công Cười khanh khách Dường như thằng bé đang khoái trá vì đã đái trúng đầu chú thợ Sơn tái mặt Trong cơn giận dữ đột ngột Nó vằn mắt, chĩa nắm đấm lên trên cao Sáng điệu của nó làm thằng bé trờn Cái bóng đỏ quay ngoắt vào trong nhà Sơn chưa hết giận Nó đứng yên răng nghiến chặt Từ trên ngọn thang Ông Hạp lồm cồm tụt xuống ông đã đoán ra Những chuyện như thế thường xảy đến với các chú thợ sơn vôi Xong ông vẫn hỏi Cái gì thế con? Cái thằng bé nó đứng trên kia Nó đái xuống đầu con Ông Hà vội giơ tay Nói khẽ chứ Người nhà quan tránh đấy Nó mà mò xuống đây Còn cho nó một cái quai hàm cho nó chừa cái thói mất dạy ấy đi Im ngay Quan tránh nghe thấy thì con như đòn Mà thầy cũng không yên đâu Thôi tối về đun nước lá bưởi mà gội đâu Ông hạp thở dài Thời buổi này kiếm được miếng ăn khó lắm Phải nhẫn nhục mới được Sơn thờ người Ông hạp trở về chỗ làm Lại chỉ còn một mình Sơn ở xó tường Nó uể oải đẩy cái cạo Từ sớm tình mơ đến lúc vừa rồi Nó rất vui Niềm vui đó không còn nữa Nó chỉ thấy buồn Đèn điện bật sáng, mệt mỏi Đám thợ Sơn vui kéo lê đôi guốc mộc Quay về cái làng ngoại ô Sơn đi cạnh chòe Nó không nói một câu Lúc chiều mày bị một thằng ôn đái vào đầu phải không? Sơn gật đầu. Mày mới đi làm mày chưa biết. Bọn nhãi con nhà giàu mất dậy lắm. Tao bị chúng nó hát nước, sắc cát xuống đầu luôn. Có lần tao còn bị con thằng tránh mật thám tây nhờn bằng tao với mày rồi ấy. Cho tao một phát súng cao su vào chán, sưng bằng quả ổi kia. Tức học máu ra mà không làm gì được nó. Nỗi buồn của Sơn tăng lên gấp bội. Buồn và căm tức. Nhưng nó chợt nhớ đến cái xóm thân yêu của mình. Mới xa có một ngày Nó tưởng chừng như đã xa lâu lắm Nó muốn về ngay với cái xóm ấy Về trước đi Sơn kéo tay trẻ Hai đứa vượt lên trước Trường năm Sơn và bố nó ngồi bên bếp lửa Bên ngoài trời bỗng đổ mưa Giọt mưa sắc và nhọn như mũi kim Mỗi khi gió tạt vào gian bếp trống chảy Giọt mưa lại cắm vào người Lạnh buốt Sơn không để ý Mùi cơm mùi thức ăn vừa chín tới phả ra cuốn hút tâm trí nó và cánh mũi nó phập phồng. Lúc nãy trên đường về, ông Hạp ghé vào chợ, mua một món bạc nhạc bò và một gói dưa chua. Ông biết con ông thích ăn món này. Hôm nay lại là ngày đầu tiên nó kiếm được tiền, phải cho nó ăn một bữa cho ngon miệng. Mầm cơm đã được dọn ra, hơi cơm độn ngô, bùi bùi. Khói canh bạc nhạc nấu với dưa, chua ngọt ngầy ngậy. Hai bố con xỉ sụp, Quên cái giá lạnh bây giờ đã lấn át hơi ấm của bếp lửa. Sơn đưa bát cơm khói nghi ngút cho bố vào hỏi. Sao thầy không mua thịt lại mua bạc nhạc? Ông Hạp nhếch mép cười. Chuyện, thịt ngon nhưng đắt. Chỗ bạc nhạc này chỉ có 5 xu. Ngần này thịt thì những hơn một hào kia. Nhà nghèo, mấy khi được ăn thịt. Chó nhà quan tránh mật thám được ăn thịt bò nầm khoai tây. Chó mà sướng hơn người thầy nhỉ. Đàng nhài miếng dưa béo ngậy ông hạp chợt có cảm giác nó lẫn một vị gì đáng đắng vì đó có lẽ là câu nói hồn nhiên của đứa con ông vươn cổ nuốt đoạn chậm rãi nói nó là chó tây ở nhà ca quan tây nó còn sướng hơn nữa kia ngày ba bữa ăn toàn thịt bò bít tết thịt bò hầm khoai tây thỉnh thoảng lại được ăn bánh bích quy kẹo xúc cù la ốm thì được ăn hàng hộp sữa con chim lại có cả bác sĩ đến chăm sóc chả phải ăn cháo hoa như người nghèo sơn tròn mắt Sao nó lại được ăn nhiều thứ ngon như thế hả thầy? Vì chủ nó giàu, tiền của như nước chứ sao? Sao lại có người giàu đến thế ạ? Thường ngày, người bố không muốn đưa con lục vấn mình, vì nó còn bé dại, ông nghĩ vậy. Bây giờ nó đã biết đi kiếm miếng cơm, phải cho nó biết sự đời, cái trắng cái đen, lá mặt lá trái dần đi thì vừa. Ông bình tĩnh, dẫn giải cho con. Người Tây họ cai trị mình, muốn ngang thì ngang, Muốn dọc thì dọc Thích cái gì có cái ấy Làm gì chả giàu có Rồi bọn chủ nhà máy chủ đồn điền Chủ hạng buôn Dựa vào thế Tây Muốn đặt nhà máy cắm đồn điền ở đâu cũng được Buôn bán thứ gì thì buôn bán Cũng giàu nứt đố đổ vách Tiền của như vậy hết Họ làm giàu bằng mọi cách Kẻ làm quan bóp hầu bóp cổ dân Người buôn bán một vốn bốn lời Người lửa lọc xoay sở Lấy của người làm của mình Người an nam mình những đứa có thần thế đi làm việc Tây Đã nhàn hạ Nắng không đến đầu Mưa không đến mặt lại lương cao Lão tránh mật thám ta đấy Lương những ngót 200 Lại còn bổng ngoại nữa Bổng ngoại còn bằng mấy lương ấy Ông Hạp chép miệng Thời buổi này là thời buổi cá lớn nuốt cá bé Kẻ to mồm ăn hiếp kẻ bé họng Họ lột từ cái khô dây của người nghèo lột đi Để ăn sung mặc sướng Bổng ngoại là gì hả thầy Là... là... Ông Hạp hơi lúng túng Là tiền ăn đút Có những người tự dưng bị vu là hội kín hội hở Phải bắt vào sở mật thám Nếu có tiền đút lót thì nó tha Bằng không nó tra tấn Đưa ra tòa bỏ tu Ông sầm ở làng ta đấy Đi chăn vịt mấy chục năm trời mới xây được ngôi nhà Thì bị bắt vì mấy tờ truyền đơn gai ở mái hiên Ông sầm phải bán lao bành cờ hiệu Từ căn nhà mảnh vườn đến con chó cái Đút lót sở mật thám mới khỏi bị tu Nghĩ thật ai oán cho ông ấy An Hiền ở lành Thế mà có những đứa nó đang tâm hãm hại Chúng nó ác quá thế nhỉ Sơn ngừng nhai Định hỏi bố câu gì nữa Nhưng ông Hạp đã xua tay ra hiệu Còn còn bé Chưa hiểu được những chuyện này Vạ mồm vạ miệng thì khốn thân Ông làng sang chuyện khác Thôi ăn cho xong bữa đi còn dọn dẹp Sơn vào nốt bát cơm Dọn mâm bát đem ra đầm Vừa rửa nó vừa bẩn bơ nhìn các vòng nước Dưới ánh trăng đuổi nhau chạy ra xa. Câu chuyện của bố vừa nãy còn đang vương vấn trong đầu nó. Người Tây, người Tây họ cai trị mình, muốn ngang thì ngang, muốn dọc thì dọc. Sao lại vậy? Họ ở đâu đến? Sao lại đến đây cai trị mình? Nó nghĩ mãi, nghĩ mãi mà không hiểu được, rồi cả cái bọn mật thám ấy nữa. Thằng tránh mật thám chẳng làm gì vất vả mà sướng quá. Còn bố con nó, những người thợ sơn và hầu hết những người ở làng ngoại ô này đều khổ, khổ quá. Còn chó tây của hắn cũng sướng hơn họ rất nhiều Và nhà cửa Cái ô tô bóng lộn Bộ quần áo len đỏ Chiếc áo khoác là tiền ở đâu Có phải là của ông sầm Của những người nghèo khổ góp lại Chỉ óc sơn dạng ra như gian buồng của nhà nó Khi ánh sáng đầu tiên của một ngày ùa vào Sơn vừa bưng rổ bát về đến nhà Bố đã ón rục Nổi nước sôi rồi đấy Gội đầu đi Bấy giờ Sơn mới nhớ ra Nó đi gội đầu Mùi lá bưởi đã đánh bạt mùi nước dài Xong có một cái mà mùi thơm hắc của lá bưởi không xua tan được Đó là hình ảnh thằng bé mặc bộ quần áo len kiểu trượt tuyết Thằng con tên tránh mật thám Sơn vẫn còn cam tức nó Sang học đi thôi em Sơn Sang học đi thôi em Sơn Tiếng chị Kim nói với Sang Đã gần hai tháng nay Nghe lời chị Kim Sơn học chữ Chị mua sách vở giấy bút cho nó và dạy nó Thật tình Những ngày đầu nó cũng ngại nhưng rồi bố nó Anh Kim khuyên nhủ giảng sài Nó mới quyết tâm học Nó sáng dạ nên đã bập bẹ đánh vần được rồi Em cố học Chỉ vài tháng nữa là đọc viết được Lúc bấy giờ tha hồ mà đọc chuyện Chuyện kiều, chuyện thạch xanh Chuyện tấm cám Nhiều chuyện hay lắm Chị Kim thường động viên Sơn Sơn càng náo nức Tối đến nó cắp sách vở ngồi đợi ở bậc cửa Hệ thấy chị Kim ăn uống Dọn dẹp nhà cửa xong nó lần sang ngay chỉ có tối nay chị mới phải gọi Nó vơi vội sách vở chạy sang Hôm nay Sơn bị một thằng bé Đứng trên gác đái xuống đầu phải không Anh Kim hỏi ngay Sao anh biết Lúc nãy anh gặp trẻ ở cổng lang Nó vui miệng nói chuyện với anh Sơn lặng thinh Đang tươi cười Anh Kim bỗng sầm mặt Lông mày nhíu lại Môi mím chặt Hai bên mép trễ xuống Thoáng chốc Nòm anh nghiêm khắc Khác hẳn mọi lúc Anh lầm bẩm một mình Chúng nó dẫm lên đầu lên cổ người ta chưa đủ Chúng nó còn cho con cái chúng nó dẫm lên nữa Hừ, Bảo giờ mới hết những cảnh chứng tai gai mắt như thế này Sơn không nghe rõ Mà có nghe rõ cũng không hiểu được Mặc dù vậy Nó đoán biết anh Kim đang than phiền cho nó Nó lảo bào Em tức lắm Em chả trêu gẹo gì nó cả Em cứ yên tâm Chúng nó không thế mãi được đâu Bây giờ em hãy chịu thương chịu khó làm ăn đỡ thầy Những lúc rỗi Em cố học cho chóng biết đọc biết viết Có đọc được sách báo Đầu óc mới mở mang Mới biết điều hay lẽ phải Sơn giờ quyền tập đọc Nó đánh vần những chữ mà chị Kim lần lượt chỉ Gặp những chữ quen thuộc Nó dõng dạc đọc ngay Những phút ấy Nét mặt chị Kim tươi vui hẳn lên Anh Kim đã đi ra cổng Buổi tối cơm nước xong anh thường đi Đi đâu không rõ Chỉ biết độ 9-10 giờ anh mới về Cũng có tối đến nửa đêm cái xóm nhỏ vào giờ này thường vắng vẻ Ông lão hoa Kiều còn đang lang thang Với cái thùng sắt tây trên các vỉa hè Ngão say xưa ở một hiệu ăn Hay một tiệm hút nào đấy Ông hạp tỉ mẩn sửa chữa đồ dùng lặt vặt trong nhà Cạp lại rổ giá Chắp nối cái rát giường Mải con dao Ngọn đèn tù mù để bên cạnh Phủ cái ánh sáng đỏ quạch lên gương mặt yên phận khắc khổ của ông Sơn đã đánh vần xong bài tập đọc Nó được chị Kim khen Hớn hở Nó kẹp quyển sách vào nách đi về lát sau nó nằm cạnh bố. Chiếc chăn chiên mỏng, nhãn thín, dán vào người hai bố con. Sơn vốn khó ngủ và tỉnh ngủ, tối nay càng khó ngủ. Nó đi nằm đã non một tiếng đồng hồ mà mắt vẫn trong trong. Ngày đầu tiên đi kiếm sống, bãi nước đái trên đầu, bữa cơm dưới chân tường, con chó lài, tên tránh mật thám, câu chuyện của bố nó, của anh Kim lúc tối. Bao nhiêu việc mới lạ đến với nó và ám ảnh nó. Trong gian nhà tối vắng lặng, các tiếng động trong cái xóm nhỏ rội vào tai Sơn Có tiếng chân Nó đoán cụ bầu về Đúng, cũng như mọi đêm Ông lão mở khóa cửa đi vào Châm ngọn đèn hoa kỳ lên Rồi leo lên giường moi nắm tiền vừa xu vừa trinh Ở góc cái thùng sắt tây xa Lầm nhầm đếm Cứ xăm bảy hôm Ông lão lại dành dụm được 10 hào Đổi lấy một tờ giấy bà còn mới Ở một cửa hiệu quen Tối nay ông lão đổi được một tờ gánh dừa mới tinh Ông lão mân mê đoạn gập vuông vắn cho vào cái giả cá. Đèn tắt, một tiếng kẹt kéo dài khô khỏng, vọng sang nhà Sơn. Nó biết ông lão Hoa Kiều đã đặt mình xuống chiếc giường tre. Rồi đến tiếng chân ngão, tiếng chân bập bỗng, đêm nay chắc hắn lại say. Say rượu hay say thuốc phiện không rõ. Quen mồm, hắn cất tiếng ca cái đoạn lâm ly trong vở cải lương, tra án bảng phi. Giọng hắn nhéo nhớt, đầy đờm sái, nghe buồn nôn lên được. Người trong xóm đã chán tai mà vẫn phải nghe. Hắn không biết hát Nhưng lại hay hát Mà lại chỉ thuộc đầu cái đoạn ấy Nghèo ngào chán Hắn lên giường nằm Một lúc lâu hắn vẫn chưa ngủ được Bên này chốc chốc Sơn lại nghe thấy hắn chửi đồng Khạc nhổ ẩm ý Đột nhiên có tiếng giày đinh chạy rầm sập Tiếng giày đinh chỗ xuống mặt đường Giết lên đám sỏi đá đến tóe lửa Át các tiếng động của các làng ngoại ô Cái gì thế Có tiếng một người nào đấy hỏi Một người khác đáp lại lính tàu bay lính khố đỏ rơi nhau chứ gì Gà lại tức nhau tiếng gáy chắc Ý hẳn thế Chắc lời cả rồi Rượu ti đánh hàng trai bố Làm gì trả lệch Thôi kệ chúng nó Đi ngủ lấy sức Mai còn đi kiếm gạo Tiếng giày đình làng ra xa, xa Đoạn tát lịm Có tiếng chân nhẹ vào trong sân Không phải tiếng chân của một người Sơn nghền cổ nhìn qua khe cửa Trong bóng tối nhạt Nó trông thấy hai cái bóng bóng đi trước là anh kim bóng đi sau một người đàn ông mặc lối thợ máy có lẽ người đó còn trẻ sáng đi năm nhanh nhẹn hai người dừng lại trên thềm hè tiếng gõ cửa khe khẽ cánh cửa hé xa hai người thụt vào bên kia nhà ngão lại có tiếng khạc nhổ sơn vẫn nhỏm sang nó ngạc nhiên mọi tối về đến nhà anh kim châm đèn lục đục một lúc anh mới tắt đèn đi nằm tối nay anh về được một lúc rồi mà nhà cửa vẫn tối thôi và tịnh không một tiếng động. Thế rồi Sơn ngủ tiếp đi, và chuyến tàu điện đầu tiên, theo thường lệ đánh thức nó dậy. Đang ở trên giường bước xuống đất, nó chợt nghe thấy kẹt cửa ở căn nhà phía trước. Nhà anh Kim, trong bóng tối chưa loãng hẳn, nó non thấy một người thoát bước ra. Nó nhào mắt, đúng cái anh cùng về với anh Kim tối hôm qua. chương 6 Một buổi sáng chủ nhật, làng vọng đông đúc hơn ngày thường tiếng bước chân đi lại vang rộn trên các ngả đường cái chợ lèo tèo bán tôm cá đậu phụ rau dưa và mấy món quà rẻ tiền bánh cuốn nhân thịt chuột chả nhái bánh rán làm bằng cơm nguội chỉ họp vào sáng chủ nhật những ngày lễ tết ở cổng làng giờ này đã đông vui người lớn lũ lượt kéo ra đấy trẻ con trái lại vây quanh cái bàn nhỏ có chân gập của anh chàng bán kẹo kéo những ngày này mới mở vào làng anh ta vừa kéo búng tành tách vào thòi kẹo vừa sao mặt lạnh như tiền kẹo kéo vừa dẻo vừa dai Ăn vào thì hết thối tai giấm đài này Đoạn đĩnh đạc hỏi Giấm đài là gì? Không đợi lũ trẻ đáp Anh ta trả lời ngay Giấm đài là tè gia quân Hiểu chưa? Lũ trẻ cười rộ lên Sáng nay Sơn cũng nghỉ Nó không theo bố ra chợ ngoài cổng làng Nó không theo bố ra chợ ngoài cổng làng Cũng không bắt trước đám trẻ Đến bên anh chàng bán kẹo kéo, kéo nghe anh ta pha trò nó ở nhà vui với niềm vui bé nhỏ của nó bố nó đã mua cho nó một cặp gà con mái khoác bộ lông màu nghệ chân ngắn mỏ nhọn mắt lóng lánh như giọt nước mưa còn trống rắn giỏi hơn lông màu nâu tía màu đỏ chót chân cao sáng đi đã có vẻ ngông nghênh nhốt xăm sáu hôm rồi chắc chúng đã quen nhà nghĩ vậy sơn mở lồng thả đôi gà ra vừa được thả hai con gà đã rụi chân cho đỡ mỏi rồi bất thần nhảy cúa lên Sơn đi vào bếp, đoạn quay ra cất tiếng gọi. Hai con gà đã toan chạy đi lại quay ngoắt lại, thi nhau mổ những mảnh hạt ngô trong lòng bàn tay Sơn. Mấy phút sau, chúng làng ra chỗ cái rãnh. chúc mỏ xuống chịp chịp vài giọt nước, xong ngửa cổ nuốt. Sơn ngây ra nhìn, cặp gà trông hồn nhiên thơ ngây như những đứa trẻ lên ba. Nó liền phát ra một kế hoạch. Ngay từ lúc này, nó sẽ cóp nhặt những thanh gỗ, miếng sắt tây gì, những chiếc đinh, mảnh dây thép mắt cáo để làm một cái chuồng. Một cái chuồng xinh xắn cho hai con gà. Sơn ơi! Chợt có tiếng gọi ở đầu ngõ. Ai gọi đấy? Vừa hỏi, Sơn đã nhận ra cái giọng khàn khàn của Tốp. Nó cất giọng. Tốp phải không? Ừ, bắt ốc với tao đi. Sơn đứng dậy. Cái đầm phía trước nhà nó có nhiều chai ốc hến. Nhất là ốc, ốc vặn, ốc đá, ốc nhồi, ốc bươu, đủ các loại. Từ hôm đi làm Nó không có thời giờ đi mò nữa Hôm nay được nghỉ Giá kiếm được một mớ ốc bưu Đem nấu với chuối xanh mẻ nghệ Điểm thêm ít hành tía tô thì phải biết là ngon Gần đây nó thân với tốp Hai đứa đi với nhau thì thú lắm Nó sắn quần sắn áo Đeo cái giỏ vào hông phóng ra ngõ Nhà bên kia ngạo bỗng tỉnh dậy Có lẽ hắn đã ngủ đậy giấc Không Hai con gà của Sơn vừa đánh thức hắn Thì ra lang thang ngoài sân chán con trống dẫn con mái vào nhà Vào nhà chủ rồi lần sang nhà ngão Chúng nhảy lên giường Đậu chành vênh trên đống chăn Tiếng gà lích chích Dường như thích thú cái cầu bập bênh Làm ngạo choáng mắt Nom thấy đôi gà tranh nhau chỗ đứng ngay cạnh mặt Hắn liền nổi sung Hắn của tay định chộp cả đôi Quật một cái chết tươi Nhưng vồ hụt Hai con gà đông bộ xuống đất Táo tác chạy ra sân Ngạo tỉnh hẳn Hắn nhìn cái chăn Bất xác Mắt hắn đục ngầu Sơn! Ngạo thét, không có tiếng trả lời. Ngạo hầm hè. Mày về đây với ông. Giữa lúc ấy, Sơn từ ngoài ngõ đi về, vừa đi vừa huyết sáo. Quả là nó mỏ cua bắt ốc cừ. Mới có non một tiếng đồng hồ nó đã nẹn chặt cái sỏ. Chưa kể cái chỗ nó san sẻ cho tốt. Toàn những con ốc màu rêu, màu da lươn gụ cả. Hôm nay phải đánh một bữa bằng thích. Về đến sân nó lên tiếng. Thầy ơi! sơn định khoe với bố giỏ ốc của mình bố nó đi đâu đấy chưa về anh chị kim cũng lên hà nội từ ban sáng còn cụ bầu nhà không khóa cửa chắc ông cụ ở nhà nó sọc vào cái giỏ chạy xuống bên hông hôm nay cụ không đi bán hàng ạ à? ông lão hoa kiều nhìn sơn nhăn nhó hôm nay trời trời ta lại đau các khớp xương cái bệnh tề thấp khổ thế đấy ngão ở đằng sau nhà về thoáng thấy sơn hắn gọi giật lại Sơn, vào đây tao bảo. Lật đật, Sơn chạy sang, ngão chỉ vào cái chăn. Mày nhìn đây. Sơn càng mắt nhìn, những vệt bùn in hình bàn chân gà và những bãi phân xun xoan, xoan như đống cứt xun. Chột dạ, nó nhớ đến đôi gà, chắc hai con danh lại mò vào đây rồi. Mày nuôi gà thế à? Vừa hét, ngão vừa túm lấy tóc Sơn xoắn lại. Hốt hoảng, Sơn cô gỡ tay ngão ra. Nó chót nhỡ, ông tha cho cháu, ngạo nghiến răng, giật giật mái tóc cuốn trong tay hắn. Chót nhỡ à? Chót nhỡ à? Sơn vốn gan góc, vậy mà lúc này nó cũng phải kêu lên. Ôi giời ơi, đau quá, đau quá. Ngạo vẫn không bỏ tay ra, Sơn như điên dại, nó lăn xả vào, cào cấu ngạo. Càng cáu, ngạo dúi đầu nó xuống đất, trần trận lên lưng nó. Ông lão Hoa Kiều đã sang đến nơi. Ông ngạo, thả cho cháu, cháu còn bé. Ông lão kéo cái tàu ở miệng ra ôn tồn nói Bé à Ngạo cướp lời cụ bầu Biết đi kiếm cơm thiên hạ mà còn bé à Đã có lỗi lại còn lão Cho nó nằm đây Đợi bố nó về xem bố nó có phải xin lỗi tôi không Mẹ kiếp Treo vào tay ông chỉ có dại Sơn thở ẩm e Nó muốn vùng dậy Nhưng ngão vẫn ghim nó xuống đất Nó đã đuối sức Ông lão hoa kiều nhíu mày Các nêm nhăn kia sâu trên vầng trán hói Thôi, ông tha cho cháu. Ông lão khẩn khoản và cầm lấy cái bàn tay nần nẫn đang túm tóc Sơn. Có lẽ cử chỉ của ông lão bên láng giềng khiến ngáo càng tức giận. Hắn siết tay vào mái tóc Sơn, mắt nhìn ông lão trừng trừng. Sơn quằn quại, miệng ú ớ. Cặp mắt teo của ông lão bỗng vằn lên, sắc và lạnh. Ông lão khum bàn tay gầy khô vỗ vào vai lão. Thật kỳ lạ. Mấy ngón tay xương sầu vừa mổ xuống bàn tay đang xoắn chặt mái tóc Sơn lập tức duỗi xa. Chẳng nói chẳng rằng, Ông lão cúi xuống đỡ Sơn dậy Phổi quần áo cho nó Ngạo chưa hết bàng hoàng Cánh tay phải thõng xuống Bàn tay trái ấp vào vai phải Và cặp mắt vừa ngầu đục đã lại trắng xã xa Giờ thì hắn đã hoàn hồn Hắn quắc mắt Cái thằng già Mày làm tay ông tê dại như thế này à Rất lời ngão hùng hổ rông lại Vùng tay trái đấm vào mặt ông lão Bình thản nhanh nhẹn Ông lão gạt nắm tay ngáo ra một bên Mất đà ngão xuyên ngã sấp xuống Tại ông cả Ông đừng gây sự với tôi Ông còn trẻ Tôi đã già Nhưng ông không đánh được tôi đâu Ông lão tử tốn nói Ngão lật chiếu Tùng chăn như thể muốn tìm một vật gì Quả đấm sắt Con dao găm Hoặc bột khí giới nào đấy Có lẽ cái màu giang hồ mã thượng Lại nổi lên đồn ngột trong người ông lão Hoa Kiều Và ông lão không kiềm chế được nữa Ông lão nhạt viên gạch ở gió nhà Kề một đầu xuống đất Ông ngão Ông trông đây chưa nói hết câu, ông lão đã vung bàn tay phải, chém một nhát vào viên gạch. Bịch, viên gạch vỡ làm đôi. Ông ngão, xương thịt ông có rắn hơn gạch này, ông hãy đánh nhau với tôi. Ngờ ngác, ngão nhìn ông lão bán lạc sang từ đầu đến chân. Hắn không tin cái thân hình cao gầy khô khỏng kia lại khỏe đến thế. Nhưng viên gạch vỡ nằm yên lặng dưới đất, đưa hắn về với thực tại. Thằng già này là một tay võ nghệ cao cường đây. Nghĩ vậy, hắn đứng im, Ông lão có vẻ hối hận vì sự bồng bột vừa rồi Bẩn thần Ông lão kéo tay Sơn đi ra Ngão ném theo một câu vớt phát sĩ diện Rồi chúng mày biết tay ông Ông lão làm thinh đi ra Sơn về nhà nó Phần thì đau, phần thì tức Nước mắt nó giàn ra Nó cởi sợi dây chuối Quàng cái giỏ vào bếp Ốc bắn ra vùng vãi Lát sau nó nguôi nguôi Bấy giờ nó mới nhặt ốc cho vào nồi Ngồi bên bếp lửa Sơn nghĩ đến cụ bầu Ông cụ vừa cứu nó khỏi bàn tay độc ác của thằng cha ngáo. Ông cụ biết võ, giỏi võ là đằng khác. Cũng như ngáo, nó không khỏi ngạc nhiên. Sao bàn tay ông cụ lại rắn đến thế? Rắn như sắt. Hay là nó nghĩ bụng, cứ có gan chịu đau thì chém được. Nó liền nậy một viên gạch ở cửa bếp, để một đầu xuống đất, rồi bắt trước cụ bầu. Nó xòe bàn tay phải, khép các ngón tay lại, mím môi mím lợi chém một nhát. Bất giác, bàn tay trái nó nắm vội lấy bàn tay phải, cổ rụt lại. Đau quá, viên gạch vẫn trơ ra, gò má vành tay nó đỏ tía lên. Nổi ốc sôi lục cục, mùi lá bưởi sọc lên thơm mát. Sơn bắc nổi xuống, đoạn rụt rè, nó bước vào nhà ông lão hoa kiều. Cụ bầu đang quấn lại cái quai thùng, tẩu thuốc trễ dưới môi. Sơn ngồi xuống bên cạnh, lờ đáng nhìn. Một hồi lâu như vậy, bấy giờ ông cụ mới nhận thấy thằng bé có vẻ khang khác. Ông cụ ngừng tay âu yếm hỏi Cháu muốn gì nào? Được dịp, Sơn nói lý nhí trong miệng Cụ dạy cháu võ Ta có biết võ đâu mà dạy cháu Lúc nãy cụ chả chém hòn gạch vỡ làm đôi đi thôi À Cụ bầu ra ý bối rối À Ta cũng chỉ biết một tí như thế Chứ có biết võ đâu Ta già rồi Sơn lặng ngắt Nó cúi mặt Lấy ngón tay di di xuống đất cụ bầu vừa đeo thử cái thùng vào vai vừa liếc nhìn sơn ông lão biết nó buồn nỗi buồn của nó khiến ông lão nghĩ ngợi phút sau ông lão đánh diêm châm cái tẩu tắt ngấm từ lâu rồi để tay lên vai sơn cháu thích học võ à cháu thích lắm ạ cháu học võ để làm gì để không ai bắt nạt được cháu thế thì tốt nhưng biết võ rồi cháu có bắt nạt người khác không không ạ nói thì dễ nhưng làm được như thế không dễ đâu Nhiều người biết võ Nhất là những người mới biết xăm ba miếng Thường hay khoe khoang Bắt nạt những người yếu hơn mình Những người ấy không có đức Họ đã không có đức thì không nên dạy họ Sơn không biết nói thế nào Nó ngồi im Cụ bầu cũng lặng thinh Ông cụ chợt nhớ đến quãng đời đã qua của mình Hồi còn nhỏ Cụ cũng nghèo khổ như Sơn Và cũng vào trạc tuổi Sơn bây giờ Cụ phải đi theo một người làng làm nghề mãi võ Bán thuốc kiếm ăn cụ đã lang thang các chợ, gõ thanh la, dắt con khỉ mà quần áo xanh đỏ ra làm trò. Thấy cụ ngoan ngoãn, người chủ dạy cụ học võ, cụ đã nhẫn nại tập luyện ngót 10 năm trời. Một lần, không giàn được cơn phẫn nộ, cụ đã đánh chết tên cường hào gian ác trong làng. Sợ tủ tội, cụ bỏ quê hương, vượt biên giới sang đây. Gần 40 năm rồi, suốt thời gian ấy, cụ không truyền nghề cho một ai cả. Cụ bầu vuốt mớ tóc hãy còn bết lại từng đám trên đầu Sơn. Thôi được, ta sẽ dạy cháu, nhưng đừng cho ai biết, kể cả thầy cháu. Mừng rỡ, Sơn lắp bắp. Cháu, cháu không cho ai biết. Bắt đầu từ sáng mai, lúc mọi người còn ngủ, cháu sang nhà ta. Trước hết cháu phải tập tấn, luyện hai cánh tay cho cứng, hai chân cho vững rồi học quyền. Cháu hãy nhớ, người có võ phải có đức. Cụ bầu đeo cái thùng sắt tây nhãn bóng vào vai, lưỡng thững đi ra ngõ. Ngão cũng đã thắng bộ quần áo len màu xanh, thắt chiếc cà vát đỏ như hoa màu gà đi đâu đấy. Trong cái xóm nhỏ giờ đây chỉ còn một mình Sơn. Hình ảnh bàn tay chuối mắn của ngão vẫn phảng phất trong tâm trí nó. Nhưng rồi nhát chém viên gạch bằng cái bàn tay gầy guộc, xóa nhòa hình ảnh kia. Nó lại vui vui. Trẻ vừa đi vào vừa nhai lúng búng. Mồm nó sừng mùi ngọt đắng của mật cô, nó nói như để chặn họng sơn u tao mua chứ không phải tao mua đâu nhé cái gì kia sơn hỏi mặt ngớ ra bánh rán nói xong chòe móc túi lấy ra cái gói bạc là chuối khô trong có mấy chiếc bánh rán tròn đỏ thẫm màu mật xà lửa ăn đi tao không ăn mày vẫn chén quà luôn mồm chòe nuốt chừng miếng bánh và ngắt lời sơn từ hôm mày bảo tao có mua quà nữa đâu bánh này u tao mua ở cổng làng cho tao với mày đi chứ Phần của tao tao đã rồi Đây là phần của mày Có thật u mày mua không Trẻ phùng má trợn mắt Tao nói dối mày làm gì Sơn tủm tìm Nó cầm lấy gói bánh Tao vừa kiếm được mớ ốc Mày ở đây chén cơm với tao Trẻ vốn xòe xòa Nó gật đầu Hai đứa tiêu tít đi làm cơm Khi nổi cơm nổi thức ăn chín tới Ông hạp về Họ về quanh chiếc mâm gỗ nứt toác Sơn đã chóc gần hết trên đặt hai chiếc bát chiết yêu ốc đầy áp, khói bốc lên nghi ngút. Mùi ốc nấu chuối xanh, điểm thêm gia vị thơm lừng gian nhà. Ăn đi chứ, ông hạp âu yếm sục chè và sơn. Cái giống này phải ăn nóng mới ngon. Sơn vẫn ăn nhỏ nhẹ. Niềm vui giản dị đang trào lên trong lòng chú thợ sơn vui. Chương 7 Cọc cạch, cọc cạch. Khạc hừ chiếc xe bò chở rác làn đồi bánh sắt trên con đường đã tái sạm lại vì gió lạnh. Chiếc xe ngành ngàng choán một khoảnh đường. Con bò Hà Lan đi đằng trước cũng cao to. Cái bướu phía sau gáy nhô lên như cái lưng gù. Nó đã già, già lắm rồi. Sừng cóc cấy, lông cứng cáp. Cạnh sườn, càng xe cọ sát đã trụi lông, để lộ một mảng da dày cộm. Cái đuôi cũng chỉ còn một túm lông ở sau chót. Mỗi khi ve vẩy đuôi rồi nó cứng quèo như que củi. Con bò gầy quá, ra tụt xuống các kẽ xương hai bên mông hoắm vào như hai cái ao khô cọc cạch cọc cạch chiếc xe vẫn nhẫn nại lăn vào thành phố lấy xác đèn đường đã tắt ánh sáng lúc khởi đầu của một ngày run rẩy sơn đi cạnh bố hai bố con theo nhau chiếc xe tránh những cơn gió ngửa gối nhau thổi về sơn đã tập võ mấy hôm nay những lúc ngắm cụ bẩu tấn nó ngây ra ông cụ trông gầy gò ốm yếu mà sao lại khỏe đến thế Hai ông chân trông xuống đất như hai cọc đá Lưng thẳng Vững như chiếc cột lim Hai nắm tay vung ra Rút vào nghe rõ tiếng gió Còn nó Hai chân thì choạc ra Người vẹo đi Mỗi lần lấy sức đấm vào khoảng không Nó ngợt ngưỡng muốn chui xuống Sáng nay Điệu bộ của nó nòm đã gọn gọn Cụ bầu gật gù khen Nó thích lắm Nội vui sướng theo chân nó đến tận đây Nhóm thợ sơn vui Trong đó có bố con sơn đã làm xong ngôi nhà của tên tránh mật tám. Hôm nay họ chuyển đến nhà một gã chủ hiệu thuốc cao đơn hoàn tán. Để quên quãng đường dài, ông Hạp liền kể chuyện lão chủ hiệu thuốc cho con nghe. Thợ Sơn vui thường như vậy. Họ biết rõ Tông Chi nói giống những chủ nhà mà họ đến làm. Lão ta là con nhà khá giả. Ông Hạp nói với vẻ thông tỏ ngõ ngàng. Lúc trai trẻ, lão ta chỉ ăn chơi phá tán. Sau khi bố mẹ chết, lão ta hai bàn tay trắng. Tiền của hết nghề nghiệp không có lão ta phải đi bán thuốc ho thuốc hen đau bụng nhức đầu trên tàu điện ở các bến ô tô kiếm ăn người ta bảo thuốc của lão ta làm bằng cơm nguội trộn với cam thảo với gừng hoặc hồng hoàng gạch non tán nhỏ uống vào không đến nỗi chết người nhưng tất nhiên là không khỏi bệnh thế mà lão ta bán vẫn chạy hàng vì lão ta khéo nói đến con rắn trong lỗ cũng phải bỏ ra mấy năm sau lão ta có vốn liếng lão ta thuê một gian nhà mở hiệu thuốc Người ta đã bị mắc lừa Sao người ta vẫn cứ mua nữa ạ? À? Sơn lấy làm lạ vội hỏi Trên tàu điện, bến ô tô, nhà, ga Là những chỗ có nhiều người các nơi đổ về Chỉ cần một vạn người Mỗi người bị mắc lừa một lần Là đủ để lão ta kiếm được một món to Với lại thiếu gì người bị mắc lừa nhiều lần Người ta nghĩ Có thuốc tiền mới khỏi ngay Chứ thuốc thường làm sao khỏi ngay được Thế là lại mua Sơn im lặng Ông Hạp kể tiếp sau khi có cửa hiệu Lão ta quảng cáo dầm dĩ Thuê các tay bẻ mép đi giao hàng Không những ở Hà Nội mà ở cả các tỉnh Lần này lão ta chế biến thêm nhiều thứ thuốc Có khó gì đâu Lão ta mua thuốc tây thuốc tàu Đem về pha trộn với các thứ linh tinh cho được nhiều Rồi đem bán Thành thử cũng có đỡ bệnh Chỉ có đi lừa gạt những người ốm mà rồi lão ta giàu to Bây giờ lão ta đứng chủ Một hiệu thuốc nhất nhì Hà Nội Có mấy chục nóc nhà cho thuê Nhà nghỉ mát, ô tô dạo phố còn cái nhà của vợ chồng con cái lão ta ở thì y như nhà quan tổng đốc ông hạp bỗng nghiêm mặt nghèo thì phải chịu làm giàu một cách bất nhân bạc ác không bền đâu sơn còn đang hình dung trang trí tưởng tượng cái nhà của quan tổng đốc hai bố con đã đến nơi đến ngôi nhà riêng của lão chủ hiệu thuốc nổi tiếng bịp bòm ở đất này căn nhà kiến trúc trang trí theo lối âu bên ngoài tường lát gạch trắng men cửa kính cửa chớp sơn xanh hòa hợp với màu tường mái nhọn đỏ ao ngói mới. Trung quanh nhà trên thảm cỏ, những cây cọ cao ngồng, cây chuối xòe ra như cái quạt, trồng rất cân đối. Toàn bộ ngôi nhà non như một tòa biệt thự trên bờ biển nào đó ở châu Âu. Sơn có cái cảm giác giống như lúc nó đứng trước khu nhà của tên tránh mật thám. Choáng ngợp, nó không ngờ lại có những nếp nhà lộng lẫy đến thế. Vừa lúc đó, ông Khiêm phân cho hai bố con quét vôi buồng ăn. Sơn sách thùng, cầm chổi cạo, hấp tấp bước theo bố buồng ăn nó rộng bằng 3 bằng 4 nhà sơn giữa phòng kê một chiếc bàn xài rộng bóng lộn vét hai bên bàn xếp 12 chiếc ghế đậm thoạt nhìn sơn cũng thấy phải biết là êm góc tường cái tủ buffet to xài cũng đánh vét đến soi gương được trên mặt tủ bày la liệt những hộp bơ hộp sữa bao chè phễu đường những chiếc đĩa bằng mây đầy áp cam chuối bánh kẹo bọc giấy thiếc sáng loáng buồng ăn mà rộng thế thì nhỉ sơn thầm nghĩ nhà người ta lắm vợ nhiều con có phải chỉ có hai bố con như nhà mình đâu mầm cơm thường nhà người ta cũng to bằng mấy mâm cỗ nhà mình lại còn dỗ tết tiệc tùng ăn tiệc xong người ta lại dẹp bàn ghế để nhảy đầm nên buồng phải rộng chợt một gã thanh niên đầu trải sắp bóng nhẫy ngó vào rồi cất tiếng gọi con sen đâu mày đẩy những thứ kia ở trên tủ để vôi rơi xuống cho mà ăn à lại còn thằng lỏi này nữa để đấy, bằng mỡ để miệng mèo. Có cất đi ngay không? Một người con gái tất tả đi vào, cho những thứ nọ vào trong tủ khóa lại. Chị ta vừa quay ra, ông Hạp đã lầm bầm. Tưởng ai cũng chết vì miếng ăn đấy. Miếng ăn quá khẩu thành tan. Người ta thèm nhà gì mà phải ăn vụng ăn trộm. Thôi, làm đi con. Mặc dù bố đã nói, Sơn vẫn xa sầm mặt. Nó hậm hực cầm lấy cái cạo. Bức tường sừng sững trước mặt nó, gồ ghề sân xùi tường đập nó đỡ tiếng rội song cạo quét khó hơn tường mặt bằng sơn nhẹ tay đẩy cái cạo mắt chăm chú nhìn vào bức tường một đám bụi mờ mờ đã lại bốc lên chẳng mấy chốc quần áo mặt mũi nó phủ đầy bụi và mắt nó cay xè quen lệ sơn làm một mạch cho đến lúc tiếng chuông nhà thờ đâu đấy vọng lại buồn thảm rời ra như tiếng chuông cầu hồn lúc đó chân tay nó mỏi rời bụng cồn cào nghỉ thôi con ông hạp nói giọng cũng đã trống hơi. Hai bố con ra ngoài thèm, dở cơm nắm ra ăn. Hôm nay họ có một món ăn lạ miệng, riềng rang mắm tôm. Ăn xong sơn khát nước. Trong lúc bố nhẩn nha xỉa xăng nó chạy đi tìm cái vòi nước để tu một hơi. Nó vòng quanh nhà, không thấy một cái vòi nào cả. Thình lình một mùi thơm của hành tỏi phi, của thịt sán thơm lừng, từ một gian nhà ngút khói bay ra, sọc vào mũi nó. Nhà bếp đây rồi, trong này nhất định có nước uống nó mỏ vào. Dưới ánh điện đỏ quạch vì mồ hóng, Sơn trông thấy một người đàn ông đã có tuổi, đứng cạnh lò than. Ông bếp già đang cúi xuống, đảo cái sẻng rối rít trong chiếc chảo gang. Nó toàn xin nước uống, bất chợt một bàn tay tùm lấy tóc nó. Nó chưa kịp giơ tay lên đỡ, cổ nó đã bị vặn đi, mặt quay ra phía ngoài. Bấy giờ nó mới định thần nhìn. Người đứng trước mặt nó là một thằng trên dưới 20 tuổi. Hắn mặc bộ quần áo ngủ kẻ sọc, Ngoài khoác chiếc áo len to rụ với chiếc khăn quàng sặc sỡ, cổ to vai nở, ngực gồ, hắn có vẻ một lực sĩ, Sơn chợt nhớ ra, đúng cái thằng lúc sáng ngó vào buồng ăn. "Mày là đứa nào?" hắn hất hàm hỏi Sơn. "Tôi quét vôi ở đây ạ." À. Sơn lễ phép đáp. "Mày đang làm trên phòng ăn phải không?" "Vâng ạ." À. Hắn trừng mắt. "Thế mày mò vào đây làm gì?" "Tôi vào xin hớp nước." Hắn cười gằn. Định vào đinh ốc chứ nước nôi gì Vòi nước ở đầu nhà gara Sao không ra đấy mà uống Tôi tìm mãi không thấy Cái vòi to tổ bố mà không thấy à Lại con Mới nứt mắt đã ấm ớ Hôm nọ cái thằng móc cống cũng thế Thấy không có ai Lẻn ngay vào bếp Thế là biến mất bộ cùi dìa phóng xiết bằng bạc Ông bếp giả sen vào Không phải án ăn cáp đâu cậu ạ à. Cô anh lấy đem về nhà cô ấy đấy Bà chửi bắt cô ấy đem trả rồi bẽ mặt Thằng con chủ nhà sừng sổ để át chuyện kia Còn thằng lỏi con Mày đã khoáng được cái gì phải bỏ ra ngay Không ông tẩn cho sạc tiết canh ra bây giờ Sơn cảm thấy mình bị sỉ nhục Một cách vô lý Nó nhìn chằm chằm cái thằng đứng dạng chân Hai tay chống vào cạnh sườn trước mặt nó rồi nói Tôi làm tôi ăn Tôi không thèm ăn cắp À thằng lỏi con nói hay gớm nhỉ Bất thần Hắn sang hai tay tát một cái bốp vào mặt Sơn Choáng váng Sơn lăn quay xuống đất Ông bếp già lật đật chạy ra Cậu tha cho nó Nó không lấy gì đâu Cái này là tại tôi Nó đứng ở ngoài cửa hỏi xin nước Tôi bảo nó vào Nó mới dám vào đấy Thằng con chủ nhà khuỳnh tay Khuệnh khoảng đi lên Hàn ngoái lại đánh trống lấp Nhanh tay lên bác bếp Làm một cốc khai vị Đói ngấu rồi đây Ông bếp già đỡ Sơn dậy Sơn vừa đứng lên Máu mũi đã xối ra đỏ lòm Luống cuống Ông bếp chạy đi lấy bông nhét vào hai lỗ mũi nó rồi thở dài. Tội nghiệp, nó có tội gì mà đánh nó thế này? Có đau không cháu? Sơn khẽ lắc đầu. Không ạ. À. Làm ở đây cháu phải giữ mình. Nhà người ta lắm buồn nhiều kho. Của cải chỗ nào cũng có. Đừng có vui chân vào chỗ này chỗ nọ mà khổ thân. Cây cậu vừa rồi nóng tính lắm. Chả là cậu ấy học đánh bốc mà lại. Gặp cậu ấy, cháu phải tránh xa xa. Sơn chào ông bếp già Đoạn quay ra Đi được mấy bước nó đứng lại Trẻ đang đi tới Tao tìm mày mãi Bỗng trẻ sừng sốt Sao lại chảy máu thế kia Tao vừa chảy máu cam Sơn thản nhiên đáp Hai đứa đi lại chỗ ông hạp Nòm thấy con, người bố tái mặt Sao thế con Con vừa chảy máu cam Sơn vẫn cố lấy giọng cho tự nhiên Quần áo con sao lấm láp thế kia Con chóng mặt Nên ngã xuống đất Ông Hạp vội vàng lấy khăn lau mặt cho con Rồi đỡ nó ngồi xuống dưới chân tường Có sao không con Ông Hạp lo lắng hỏi Không sao đâu thầy ạ Sơn ngồi im Sự im lặng làm cho đầu óc nó bình tĩnh lại Và tỉnh táo ra Cái thẳng cổ to vai nở Mặc bộ quần áo ngủ kẻ sọc Cái tát cháy má Dòng máu lầy nhầy mặn mặn Ông bếp già với khuôn mặt giảm lừa Những câu nói và cái nhìn thương xót Tất cả lại hiện ra lần lượt trước mặt Sơn. Với những hình khối và màu sắc, với những nét mặt và động tác, tất cả những cái đó là những đốm lửa leo lét đang soi dọi vào tâm trí nó. Qua ánh lửa, nó đã nhìn thấy một cái gì, chưa rõ nét lắm, nhưng nó đã nhìn thấy. Đến giờ rồi, ta làm thôi. Tiếng ông khiêm, vận cái câu buồn tẻ ấy và cái giọng ngái ngủ ấy. Chiều này con có làm được không? Ông Hạp âu yếm hỏi con. Con làm được, Sơn vội trả lời Con có việc gì đâu Chiều nay con quét vôi lót thầy nhé Ừ quét lót thì cũng phải làm cho đều Lúc quét phù mới đẹp Sơn cầm chiếc chổi lau gượng đứng lên Trường 8 Sáng chiều về mùa đông Như đứa trẻ hay hờn sỗi Vừa nãy còn hoe hoe nắng Giờ đây đã sầm mặt lại Và bóng tối được dịp dâng lên Tiếng quốc lẹp kẹp của những người thợ sơn vôi Những chị khâu đầm tiếng giày vải lép nhép mồ hôi chân của những người thợ cắt tóc nhỏ dần tản vào các làng ngoại ô đường đã bật sáng một chiếc ô tô của tây tàu bay rú máy hồng hộc lướt qua dãy đèn choàng mắt sau đấy lại lim dim như những con mắt đói ngủ hai bố con sơn đã về đến cổng làng cái làng bé nhỏ của sơn cũng đã le lói ánh đèn một ngày làm việc cật lực và quãng đường dài quốc bộ đã làm họ mệt và đói nhưng về đến gian nhà chật hẹp mà ấm cúng, họ lại vui. Sơn cắp xá gạo, tay sách cái nồi đồng điếu, cổ nồi đã vá mấy miếng như cái cổ lên tràng nhạc, xảo bước ra bờ đầm. Ở nhà, ông hạp lụi hụi nhóm bếp, khi đám bã mía, vỏ bưởi, lá khô, xẻ rách bén lửa, toa ra một mùi khói ngọt hắc, khét, khiến ông phải hát hơi thì Sơn đi vào. Gọn nhẹ, nó đặt cái nồi lên cái kiềng đã cụt một chân, phải kê gạch. Đoạn ngồi nép bên bố Nó xòe hai bàn tay Các đầu ngón rúm lại như quả ô mai hơi trước lửa Những sở phút đầm ấm Tùy ngắn ngồi Nhưng cũng đủ để hai bố con tạm quên những cực nhọc Buồn tuổi của một ngày Và để sáng sớm mai lại có sức kéo lê đôi quốc mộc vào thành phố Thái cái vó bò ra con Ông Hạp nói Thầy mua lúc nào thế ạ Mua đâu Chị Kim vừa cho đấy Chị ấy cho cả tương nữa Ông Hạc hư một tiếng đoàn hạ giọng Chị ấy cho cái này cái nọ luôn Mà nhà mình chả mấy khi biếu lại được Sơn lặng lặng lấy dao thớt ra Cái vó bò chỉ có da và gân Trời lạnh Nó khô đanh lại Sơn mím môi mím lợi Thái ra thành từng lát mỏng Nó biết rồi Cái thằng này mà thái to là dai như lốp ô tô Thật tình Món vó bò không ngon lành gì Được một cái rẻ tiền Và ăn vào nó cũng trôi miếng cơm hơn nữa của bà con hàng xóm láng giềng cho là quý Sơn đặt bát thức ăn vào giữa mâm Rồi lấy cái đùm tương bọc lá sen khô chút vào đĩa Nó không quên bơi khóm gừng lấy một nhánh Đập nhỏ, bỏ vào cho dậy mùi Xong nó lấy bát đũa Ra bảy ngày ngắn như những ngày rỗ Tết Hôm xưa cụ bầu cho thầy chén rượu Thầy uống chưa? Thế à? Ông Hạp bỗng tươi tỉnh Thế mà thầy quên đấy Có thức nhắm, thầy uống đi Không để lâu nó hả mất Ừ, đem ra đây. Hai bố con xoay lại bên cái mâm, ánh lửa dại chập chờn. Qua ánh lửa, chợt họ nom thấy bóng một người lướt qua. Ngão, sao hôm nay hắn về sớm thế? Mà hắn lại không say, như con đom đóm đực. Hắn lử lừ đi vào nhà, rồi leo lên giường, bày gói thịt quay, gói kiệu, gói tương tàu trên tờ báo. Xong hắn rót rượu. Khác với mọi bữa, hắn không ăn uống nhồm nhòm. Vừa nhấm nháp, Hắn vừa giọng tai lắng nghe các tiếng động bên ngoài Mặt hắn rán cân lại Mời ông với chú Sơn sơi cơm Tiếng chị Kim nghe vui vẻ Tôi cũng mời anh chị sơi cơm Ông Hạp đánh tiếng Chết quên Mời ông Ngão sơi cơm nhân thể Ngão lặng thinh Có lẽ hắn vẫn mãi nghe cái gì Khuôn mặt phàm Cầm liền với cổ thần ra Hai túm lông mảy sâu xóm bò lại gần nhau Im lặng ở tất cả các nhà trong xóm chỉ còn tiếng bát đũa va chạm nhau lách cách và từ các ngõ vọng lại tiếng chó sủa tiếng lợn hộc bỗng chốc có tiếng chân đi vào cái xóm nhỏ đúng hơn tiếng giày tây sầm sập trong nhà ngão đặt bộ chén rượu xuống ngó ra sân cặp lúc mày rậm và ngắn duỗi ra khuôn mặt phồng phao sơn cũng nhổm lên nhìn ra tây hay sao ấy thầy ạ nó vừa dứt lời ba người lạ mặt đã tiến vào sân người đi đầu vóc đậm mặc bành tô quần kaki đi giày có cổ chiếc mũ vớt kéo sụp xuống lông mày phủ bóng tối lên khuôn mặt số chẳng chịt người thứ hai một gã tây lai người cao gầy da mặt trắng xanh môi thâm xì hắn vận chiếc áo vét tông kẻ ô chiếc quần gôn ống ngắn kẹp trong đôi tất cũng kẻ ô người thứ ba ăn mặc giống người đi đầu chỉ khác ở cái mũ hắn đội mũ cát két chiếc mũ sùm sụp che một nửa bộ mặt có những vết sẹo do bùa đành hay sao chém sâu hoắm. Các mẹ sư hỏi ai đấy? Ngạo lên tiếng. Chúng tôi hỏi nhà anh Kim, làm ở nhà máy xăng phin. Người đội mũ vớt đỡ lời bọn họ. Nhà anh ấy đây kia. Ngạo trở căn nhà phía trước, đoạn gắp miếng thịt quay to tướng cho vào mồm nhai, mỡ phèo ra hai bên mép. Ba người lạ mặt sọc vào nhà anh Kim. Sơn đặt bát xuống, linh tính như báo cho biết một việc chẳng lành sắp xảy đến với những người mà nó rất mến yêu anh chị Kim. Nó bỏ dở bát cơm, lẻn ra đầu hè nhòm sang. Vừa lúc đó, thằng Tây Lai kéo mẩu xì gà khỏi cặp môi thâm xịt, nhìn anh Kim hỏi bằng tiếng Việt rất thạo. Mày là thằng Kim? Hoàng Văn Kim? Tức Kim Tóc Quan? Quê ở Phú Thọ hả? Câu hỏi hống hách của thằng Tây Lai khiến anh Kim tức giận. Anh cô nén mà lông mày vẫn nhíu lại, tia mắt đanh lên. Phải! Anh Kim đáp gọn lòn. Mày làm thợ nguội ở nhà máy Telegraph sang phim hả? Phải. Anh Kim vẫn trả lời gióng một. Thằng Tây Lai phất tay, làm một động tác cứng và lạnh. Bước xuống đất, đưa hai tay ra. Bình tĩnh, anh Kim từ trên giường bước xuống, rồi nghiêm giọng anh hỏi. Ông đến đây có việc gì? Thằng Tây Lai nhếch mép. Việc gì à? Mày muốn đóng kịch với tao hả? Đến bắt mày, hiểu chưa? Chồng tôi có tội gì mà ông bắt? Chị Kim vùng xuống đất Đứng sát bên chồng gần lên Mày cũng muốn đóng kịch với chồng mày hả Thằng Tây Lai vừa gật gù vừa hỏi Đến sở mật thám Mày sẽ biết chồng mày tội gì Hắn quay lại phía thằng mặt sổ hất thàm Xích tay nó lại Anh Kim chừng mắt Vì lý do gì mà ông bắt tôi Lệnh bắt giữ tôi đâu Đưa tôi xem Thằng Tây Lai nhún vai Lý sự gớm nhỉ Mày muốn biết tội mày hả Tội làm cộng sản Tội âm mưu nổi loạn như bọn quốc dân đảng ở Yên Bái năm ngoái. Tội chống lại nhà nước Đại Pháp. Đủ chưa? Còn lệnh bắt mày thì đây. Hắn đấm móc một quả bò hàm, khiến anh Kim loạn choạng. Trong giây phút bất giác, Sơn đứng bật dậy, toàn chạy sang với anh Kim. Nhưng bố nó ngồi cạnh đấy, đã nhòi ra giữ lấy nó. Và bên kia, chị Kim bất chợt hét lên. Chồng tôi không có tội gì cả, các ông không có quyền đánh. Thằng Tây Lai giảo môi suyệt, tay trỏ vào mặt chị Kim. Im cái mồm, mày nói một câu nữa, tao cho xích tay mày cùng với thằng chồng mày. Thằng mặt số rút cái khóa sắt đã được mở sẵn ở túi áo bảnh tô ra, tiến đến trước mặt anh Kim. Bàn tay chai giáp của anh bất thần xiết lại, mắt như hai cục than hồng. Anh định xông vào đánh bọn mật thám, nhưng anh chân tĩnh lại được. Anh thản nhiên đưa hai tay ra, cái khóa sắt đen ngòm ngoạp vào cổ tay anh. Chị Kim nói qua hơi thở gấp chồng tôi có làm sao đi nữa các ông cũng phải để chồng tôi ăn nốt bát cơm đã chứ các ông là giống gì mà nhẫn tâm đến thế im cái mồm thằng tây lại cướp lời chị kim mày sợ chồng mày đói hả không lo đến sở mật thám các quan sẽ cho nó ăn rùi cui quả đấm roi gân bò nhiều món ăn rất ngon kim mày ngồi xó kia còn con này ra ngoài hè ngồi hàn khoát tay khám nhà mau lên thằng mặt sổ thằng mặt sẹo vảnh mũ vẫn sùm sụp xôn xoe lăng nhăng như hai con sòi lật giường chiếu lục hòm chạn chỗ xuống đất chọc lên mái nhà loạn xạ rối rít đang bới cái làn đựng đổ khâu vá thằng mặt sẹo hí hửng reo lên có đỏ đây rồi vừa reo hắn vừa cầm mảnh vải đỏ bằng hai bàn tay giơ lên chị kim đừng phát dậy cờ với quạt cái gì mảnh vải tây điều của bà thả đưa cho tôi hôm qua nhờ tôi may cho cháu cái mũ che thóp mụ chứ cờ với quạt gì Sao lại vụ oan giáo họa cho người ta như thế được Thằng Tây Lai cầm mảnh vải ngắm nghĩa Vải may mũ hay may cờ hả Vải này may cờ búa liềm thì đẹp lắm Nhà bà thả ở cạnh đình Không tin Các ông đến đấy mà hỏi Chưa chi đã đóng sống cho người ta Im cái mồm Thằng Tây Lai chặn lời chị Kim Các quan không phải hỏi con mẹ thả Vải đỏ để trong nhà cộng sản là cờ cộng sản Biết chưa Chị Kim ngồi xuống sang nghiến lại cờ búa liềm là cái gì họ thầy? sơn ngồi nhích lại thì thầm đừng hỏi vội xong ông hạp run run tội nghiệp anh kim lại lục soát tiếng đổ vỡ rơi gãy xáo trộn lại vang lên bên nhà anh kim không thấy gì nữa thằng tây lai ra lệnh Dỡ nó đi chị kim khóc òa lên anh kim nhẹ nhàng nói đừng khóc anh có thế nào đi nữa nhà cũng đừng khóc phải can đảm lên mới được anh cất giọng Cụ bầu, ông hạp, em Sơn ở lại cho khỏe mạnh, tôi đi đây. Anh Kim bước đi, đi giữa ba thằng mật thám. Chị Kim, Sơn và nhiều người khác lố nhố theo sau. Sơn đam đam nhìn anh, bình tĩnh, gương mặt anh bình tĩnh một cách lạ. Tỉa mắt anh đanh lại, chưa bao giờ Sơn quý mến thương xót anh như lúc này. Người nó nổi gai ốc, hơi thở nghèn nghẹn. Đám đông đã ra đến cổng làng, thằng mật thám đội mũ vớt ẩy anh Kim vào chiếc ô tô bọc sắt đỗ cạnh đấy. Chiếc xe đen ngòm, dù máy lao vút đi, để lại một đám khói khét lẹt. Sơn đứng ngây ra, đến khi chị Kim kéo tay nó, nó mới choàng người và nước mắt nó giàn ra. Sơn đã về tới nhà. Bố đâu? Bố nó ngồi dưới bếp, bên đống than hồng đã vạc. Bố nó như một pho tượng đá, yên lặng và giá lạnh. Nó đưa mắt nhìn sang nhà ngão. Hắn vẫn ngồi trên giường, hai ông chân ngắn, mập như cái chỉnh vắt lên nhau bữa rượu sắp tàn hắn ngửa cổ dốc nốt chén rượu bỏ miếng thịt cuối cùng vào mồm nhai chòm chọp mấy giọt mỡ dòng xuống cằm hắn lấy mũ bàn tay quẹt ngang đoạn thở như hát ra rượu của con mẹ bụng thánh thiên tử thật uống vào đến đầu lịm người đi đến đấy ngạo lấy chân hất tờ báo lăng lổ vệt mỡ xuống đất nằm lan ra giường rồi ông ổng hát trăm lại nhị mẫu hậu ngàn lại nhị mẫu hậu Xin nhị mẫu hậu cho vợ chồng con được một đôi lời Này bảng phi em ơi Cái giọng nghe như chó sủa gióng một Khiến Sơn bực mình Nó muốn cầm hòn gạch củ đậu Choảng vào cái mồm cá ngão Nhưng không dám Nó sang nhà chị Kim Đến bậc cửa nó đứng lại Chị Kim ngồi giữa đống đổ đạc đổ vỡ Bóng chị in trên tường im phát Sơn quay về lặng lẽ nó ngồi xuống cạnh bố Bao giờ anh Kim được về họ thầy? ai được về kia đang trầm ngâm ông Hà bỗng ngẩn mặt hỏi anh kim ấy mà mật thám bát thì khó về lắm ông Hà buông một tiếng thở dài não ruột ông giỏi thật không có mắt những người nhân đức không tài nọ cũng nạn kia còn những quân bạc ác thì cứ sống sờ sờ rồi đấy sơn cảm thấy lạnh lạnh nó bước ra sân nhìn vơ vẩn lên trời tối nay không có trăng cũng không có sao vòm trời âm u khum lại như lòng trào úp xuống cái xóm nhỏ. Trường 9 Ngày và đêm nối tiếp nhau trôi qua cái xóm nhỏ. Ngày dài đêm càng dài. Tiếng chó sủa, tiếng chân bước ngoài đầu ngõ, thảng thốt, giật giọng kéo dài bóng đêm. Lâu lắm trời mới sáng. Mấy người đang ngồi gượng nhẹ trên tấm phản ọp ẹp nhà Sơn. Cụ bầu lại bị thấp khớp nên ở nhà. Chị Kim ông hạp. Sơn ngồi thầy lầy ở mé phản cạnh bố. Tối đã một lúc lâu, căn nhà áng lặng Tiếng mọt nghiến gỗ nghe đều đều Sắc và gọn Từ hôm anh Kim và hai người nữa Ở trong làng bị bắt Tối đến nhà nào nhà ấy đóng cửa im ỉm Ngoài đường bóng người qua lại thưa thớt Chỉ còn bọn chó là hai làng vàng Trên các ngà đường làng Hình như chúng nó đứng nấp ở đâu đấy Tiếng chó sủa ngay là lạ Ông Hà vặn nhỏ ngọn đèn Ánh đèn dừng lại bên trong cái thông phong vỡ Vá giấy đỏ lừ như quả cầu lửa tiếng chó đằng xa đã tắt lặng cái xóm nhỏ vẫn im ắng ông hạp liền gợi chuyện để phá tan cái không khí giá lạnh đang bao phủ gian nhà anh ấy bây giờ ra sao hở chị mãi từ hôm qua cháu mới có tin tức chị kim buồn bã đáp từ hôm bị bắt vào sở mật thám nhà cháu bị chúng nó tra tấn đến mười mấy trận rồi nhiều trận nhà cháu chết ngất đi để nửa đêm họ gần sáng nhờ có các anh em cùng bị ra một buồng cứu chữa nhà cháu mới hồi lại lại im lặng đoàn ông hà bùi ngùi sao chúng nó lại đánh anh ấy tản nhận đến thế ông bảo đã là quân mật thám thì chúng nó nhân nghĩa với ai thấy nhà cháu không khai câu nào chúng nó càng tức lại càng đánh thường anh kim quá sơn cắn môi mà không tự kiềm chế được nó xen vào một câu thế thì anh kim đến chết mất chết thì chết anh ấy cũng không thèm khai với chúng nó chị kim nói với giọng rắn sỏi ông lão hoa kiều dịt mồi thuốc vào ống điếu rồi chậm rãi hỏi chúng nó khép anh ấy vào tội gì khép vào tội làm cộng sản chị kìm đáp chúng nó có quyền thế muốn khép vào tội gì trả được mà dù cho nhà cháu có làm cộng sản đi nữa thì cũng không phải là có tội chả qua cả bú lấp miệng em chúng nó không dám cho người ta nói thẳng ai thủy trung nhân nghĩa ai bất nhân bạc ác đi thôi ông hạp hạ giọng thỉnh thoảng tôi nghe người ta thì tào Cộng sản, nước Nga, ông Lê Ninh, tôi chả hiểu gì cả. Chuyện quốc cấm ấy, cháu cũng không hiểu. Cháu chỉ thấy người ta bảo, cộng sản là tốt chứ không phải là xấu như những đứa giàu có, quyền thế đã đạt điều ra. Thế mà có một lần ông ngão lại bảo tôi, cộng sản không có luân thường đạo lý, vợ chồng con cái ăn ở với nhau như cái thời ăn lông ở lỗ. Hắn nói láo đi ông ạ. À. Chị Kim cắt ngang câu nói của ông Hạp. Ông ấy lại còn bảo, cộng sản chỉ muốn ăn không muốn làm thấy người khác có thì đến ăn trộm ăn cướp của người ta đem về mà ăn mà mặc hắn nói láo chị kim sằn giọng chính những cây đưa nói như thế mới đi ăn trộm ăn cướp mồ hôi nước mắt của người khác để ăn sung mặc sướng sự phẫn nộ bất thần của chị kim làm mọi người lo ngại Ngạo đã về chưa không chừng hắn về rồi mà không ai biết đấy bất xác cụ bầu ông hạp sơn cùng nhìn sang nhà hắn cửa vẫn khóa trái. Tuy vậy, hết thầy đều lặng im. Tiếng mọt đục tấm vản vẳng lên và tiếng gió, nhẹ nhẹ những cơn gió từ ngoài sân thoảng vào mang theo mùi ngải cứu, kinh giới, tía tô vào trong nhà. Sàn nhà bỗng lạnh léo, hoang dại hẳn đi. Sơn thu hình lại, nó sợ mọi người chú ý, không cho nó hóng chuyện nữa. Những câu nói của chị Kim đã làm cho nó hiểu biết. Anh Kim, người cộng sản, bọn mật thám, ngão nhiều điều mới lạ Những tình cảm đột nhiên đến với nó cũng mới lạ Nó yêu mến anh Kim hơn trước nhiều Đối với chị Kim cũng vậy Còn bọn mật thám và thằng cha ngáo Tất nhiên là nó thủ ghét rồi Giờ lại càng thủ ghét hơn Sơn liếc nhìn chị Kim Dường như cơn phẫn nộ hãy còn xâm chiếm lấy chị Đôi mắt lá răm sắt lại Dưới hai vành lông mày gãy góc Chị cất tiếng nói nghe gằn gằn Cụ với ông có biết Tại ai mà nhà cháu bị mật thám bắt không Câu hỏi bất ngờ Cụ bầu ông Hạp nhìn nhau lúng túng Tại ai? Người đó chắc ở xóm này Hoặc là người mà họ quen biết Ở gần nhau đã lâu Chị Kim biết cụ bầu ông Hạp vốn hiền lành thật thà Và lại đang lúc nóng giận Chị không tự chủ được nữa Chị nói ngay Tại thằng loe mồm ở xóm này Mấy người cũng bị bắt với nhà cháu tối hôm ấy Cũng tại nó cả Thật à? Kinh ngạc Ông Lão Hoa Kiều và ông Hạp cùng thốt lên như vậy Đúng thế, nó là chỉ điểm của sở mật thám Ngoài số lương hàng tháng Cứ mỗi vụ nó đi báo Nó lại được thưởng nên mới có tiền ăn tiêu như thế Chị Kim thẳng thắn đáp Bỗng ông hạp khẽ vỗ vào đùi Đúng rồi Hôm nọ tôi với thằng cháu Sơn đang làm vui Ở nhà lão tránh mật thám Thì thấy hắn giỏ đến Có lẽ hắn sợ lộ Nên hắn thác ra là đánh mất chìa khóa Phải đi tìm cháu Sơn Xem cháu có bắt được không Chết thật Trông mặt mũi cũng đẩy đạn mà bụng dạ lên như thế Cụ bầu gật đầu Hắn giống thằng hương trưởng ở quê tôi Thằng này vạch đường cho thằng huyện trưởng Làm hại nhiều người làng Tôi cũng bị nó làm hại Câu chuyện cũ cách đây đã lâu lắm Lại làm ông lão đau buồn Ông lão kể cái cần điếu vào môi Bập bập cố nén Tôi nghe người ta kháo Ông cai phảng vừa bị một vố đắng như ăn phải mật cá mè Ông hạp ngồi xích lại nói Chả là có một đêm Hai thằng mật thám đến khám nhà ông ấy Thế nào chúng nó lại vớ được bó truyền đơn giấu trên mái cổng Ông bà ấy cuống lên Phải khấn chúng nó Không biết 800 hay một nghìn Chúng nó mới ỉm đi cho Nhân chị Kim nói Tôi đổ rằng lại trên hắn bày cho Chị Kim nói dứt khoát Chắc nó chứ còn ai vào đấy Cụ với ông tính thế này có khốn nạn không Nó đã nhận tâm hại nhà cháu Thế mà đêm hôm qua nó còn dám vác mặt sang nhà cháu định xoay sở Lại có tiếng chó sủa Tiếng sủa gắt gỏng dê lại đầu ngõ Tình ý Sơn đi ra đầu hồi Nó ngồi khuất vào bóng tối lắng nghe Tiếng chó sủa đã lảng ra xa Sơn quay vào Cụ bầu chị Kim đã đi về Bố nó ngồi một mình trên sườn Ánh đèn tù mù hát vào một bên Trên gương mặt trầm lặng Nó lẩn sang nhà ông lão Hoa Kiều Ông lão Hoa Kiều cũng đang ngồi một mình Hai cánh tay xương sầu khoanh trên đầu gối Nét mặt trầm ngâm Gión rén Sơn ngồi xuống một bên Cụ ơi Bao giờ cháu chém vỡ đôi được hòn gạch Cháu chịu khó tập thì 10 năm nữa chém được Ông lão đáp không động đậy Thế thì lâu quá Sơn ca cầm Cháu chưa tập Cháu đã sốt ruột thì làm sao giỏi được Nhưng cháu muốn khỏe ngay Để làm gì Sơn nín lặng Cử chỉ hơi khác lạ của nó khiến ông lão chú ý Ông ngoảnh lại nhìn nó rồi gặng hỏi Cháu muốn khỏe ngay để làm gì Cháu muốn đánh một thằng lớn hơn cháu Sơn thú thật Ông lão cao đôi lông mày lớn cớm bạc Hôm nọ cháu hứa với ta thế nào Thằng này thì lại khác ạ à. Phải diệt cho nó một trận mới được Thằng này là thằng nào Sơn lại lặng ngắt Ông lão không gặng hỏi như lần trước Ông biết thằng đó rồi Đến lượt ông lão lặng thinh Phút sau ông lão lầm bầm Phải đợi dịp cháu ạ à. Chương 10 Mấy hôm nay Các cảnh hoa giấy xanh đỏ thấp thoáng Theo những người thợ xôn vui về làng ngoại ô quen lệ, ông Hạp cũng mua hai cành. Về đến nhà, ông hóa các cành hoa giấy bụi bậm đã chờ cốt bằng giấy báo cắm trên bàn thờ vừa tròn một năm thay bằng hai cành hoa mới. Mỗi lần như vậy, Sơn biết Tết lại sắp trở về, về âm thầm lặng lẽ với cái xóm nhỏ. Ông Hạp chợt nhớ lại câu chuyện xảy ra ngày dài năm xưa. Hai bố con đi mua hoa ở phố Hàng Mã về đến gần chợ hôm thì phải đứng lại. Quãng đường trước mặt đã bị đội xếp mật thám vây chặt, làm nghẹn lối đi. Chuyện gì thế? Lát sau ông Hạp mới biết, thẳng ba danh, tên chủ mộ phu tân thế giới, đã phải đền tội ngay trước nhà hắn. Tiếng súng trừ khử tên thực dân gian ác, lẫn vào tiếng pháo giáp tết, nên người bán đã thoát một cách dễ dàng. Hai bố con phải vòng sang phố khác đi về. Những ngày sau đấy, nhiều người bị bắt, kể đến vụ Nguyễn Văn Kính. Một tên phản bội bị đoàn trần nghiệp, ký con, xử tử trên một chiếc ghế đá ở vườn Bách Thú. Lại khám nhà bắt người, thế rồi quốc dân đảng tan rã Nhưng đảng Cộng sản Đông Dương đã xuất hiện Trước sự đàn áp bóc lột của bọn thực dân Công nhân hạng Avia Nhà máy đèn và nhiều ngành khác đã đỉnh công Những ngày lễ, ngày kỷ niệm Cỏ đỏ in hình búa liềm xuất hiện trên nóc hỏa lò Tỏa đốc lý, ga hàng cỏ, vườn bách thú Chuyển đơn bay vào các trường học Xảy trên các hẻ phố Mặt trời cách mạng đã chọc thùng màn sương mù Sương đang rơi lả tả Tất cả những việc đó Đều làm cho bố con ông Hà phải suy nghĩ Cái gì sắp xảy ra Như những người ở cái xóm nhỏ kia Trừ thằng ngão Lòng hai bố con ông hướng về một người cộng sản Anh Kim Thế là lại sắp hết năm Những ngày này bọn có máu mặt đều mong cho chồng đến Tết Để phò tiền của Dành giá với dân làng Những người thợ sơn vôi Những người đẩy xe gạch Những người làm mướn trái lại Muốn đẩy lùi cái Tết lại Bởi lẽ những ngày đó cái nghèo hèn của họ sẽ vơi ra, trần trụi trên gương mặt, ở bộ quần áo, trong mâm cỗ trên bàn thờ. Trưa hôm ấy, làm sơn vôi xong ngôi nhà của một tay chủ hạng buôn, bố con ông Hạp sửa soạn ra về. Bắt đầu từ chiều nay đến hôm tiện ông vải, họ nghỉ. Dù sao người bố cũng vui, còn ông đã nuôi lấy thân được rồi. Nó đã kiếm ra tiền Thì nó phải có tiền tiêu ba ngày Tết Ông lẳng lặng móc chiếc ví da đã cũ Xích vào khuyết áo bằng một sợi dây kền Lấy ra năm hào bạc đưa cho con Con giữ lấy tiền mà tiêu tết Sơn nhìn bố không chớp mắt rồi nói Con không lấy đâu Con trả tiêu gì cả Ngày thường thì sao cũng được Nhưng ba ngày tết Có đồng ra đồng vào để làm gì ạ Ông hạp lúng túng Giữa lúc ấy Người ở của tên chủ hãng khiêng từng hòm pháo nặng vào trong nhà Họ kháo nhau mồng một tết Lão chủ sẽ cho đốt pháo từ sáng đến tối Không lúc nào dứt tiếng thi nhau với một chủ hãng buôn khác trong phố. Ông Hạp liền bảo con, để mua bánh pháo, tháo ra, đốt từng cái cho vui. Sơn cười, hàm răng trắng như hạt bầu, nổi bật trên nước da ngăm đen. Con nhớn rồi lại còn chơi pháo, Tết năm nay con 13 rồi thầy nhỉ? Ờ, ừ, Tết năm nay con 13 rồi. Ông Hạp hồ hởi đáp, Sơn mần mê mấy đồng hào còn ấm hơi người, bất chợt nó đứng lên. Thầy về trước, con đi chơi phố một lúc rồi con về dáng điệu sơn hơi khác lạ Xong ông Hạp không gạn hỏi Mấy tháng nay nó làm quần quật cả ngày Tết đến Phải để nó rộng cẳng một tí chứ Ờ ừ, con đi chơi một lát rồi về ăn cơm trả nguội Sơn bước đi Nó hỏi thăm mấy người qua lại Đoạn đi thẳng đến phố hàng đường Cái phố đông vui của ngày Tết Nó len lỏi Khảo giá các mặt hàng Sau đấy nó quyết định mua một chiếc bánh trưng Chiếc bánh hảo hạng Như nhà hàng bảo với nó đẹp thật vuông, cao thành, tám góc đều tràn chặn, chặn. Bánh luộc xong, người ta còn gói thêm lá tươi bên ngoài và buộc hai chiếc lạt nhuộm đỏ như bánh cưới. Nó ưng ý lắm, nhưng một chiếc bánh chưa đủ, nó rẽ vào một hiệu bán kẹo mứt, mua gì nữa đây? Hộp mứt với cái nhãn hiệu lẻ loẹt, loáng lên sau cửa kính, thu hút ánh mắt nó. Bao nhiêu tiền cái hộp kia họ ba? Sơn trò hộp mứt, ruột xe hỏi. Mụ bán hàng béo lùn như cái bao gạo dựng đứng, cái cổ ngắn ngủn vàng chóe chuỗi hạt vàng ba hào mụ khinh khỉnh nhìn sơn Buông gọn một câu hai hào có được không ạ ba hào không kém một xu không mua đi ra cho được việc bộ mặt nung núc những câu nói tròng lòn của mụ ta khiến sơn bực mình nó đặt mạnh ba đồng hào lên quầy hàng xong cầm hộp mứt quay ngoắt xa đứa con gái đứng gần mụ béo dẹp mồm hỏi Nhóc con mà cũng như ai Ăn mứt ba hào chứ không thèm cái hạng hào giữa hai hào Sơn tưởng chừng có những nha soi quất vào lưng Và nửa giờ sau nó về đến nhà Cánh cửa khép hờ Bố nó vừa đi khỏi Mầm cơm để phần nó Có một món ăn rất ngon Một miếng chả trâu bằng hai ngón tay Với những cục mỡ mỏng mỏng Thơm hắc mùi hạt tiêu Nó đã đói ngấu Nhưng nó chưa ăn vội Nó cầm chiếc bánh hộp mứt đi sang nhà chị Kim Chị Kim đang chăm chú viết thư Tờ giấy đã nhỏ nát Loang lổ về nước mắt Nghe thấy tiếng động Chị ngẩng lên Rồi chăm chú nhìn Sơn Nhìn chiếc bánh hộp mứt mà nó ôm trong lòng Em mang đi đâu này Em mang đi đâu thế này Chị Kim ngạc nhiên hỏi Sơn ngập ngừng Quà của em gửi cho anh Chết thôi Em mua làm gì cho tốn tiền Tối hôm qua Thầy em với cụ bầu đã cho chị khối quà để gửi vào cho anh Mà chị đã gửi được đâu quà của thầy em khác quà của em khác chị không nhận em sơn cúi mặt chị kìm chớp mắt hai giọt nước mắt theo ngấn cũ lăn xuống gỏ má chị nói giọng run run về cảm động em đã có lòng nghĩ đến anh chị xin nhận nhưng chị cũng lo nhiều quà bánh thế này làm thế nào gửi hết cho anh được sơn ngước nhìn chị kim nét mặt băn khoăn chị vội nói em yên tâm quà của em chị phải gửi bằng được Nhận được quà của em chắc anh mừng lắm." Chị Kim đỡ lấy chiếc bánh hộp mứt, đặt ngay ngắn trên nắp hòm, chợt nhớ ra một việc chị hỏi ngay. "Dạo này sao em không sang học? Hay là em chán không muốn học nữa?" "Không, em không chán đâu, em vẫn thích học lắm." "Em nghĩ thế là phải. Bây giờ năm hết Tết đến rồi. Em bận, chị cũng bận. Thôi, để ngoài Tết, tối tối em lại sang đây chị dạy." Chị chỉ đủ chữ dạy cho em đọc thông viết thạo Làm bốn phép tính thôi Sau đấy em tìm chỗ khác học thêm Phải cố mà học em ạ à. Anh Kim đã có lần bảo em đấy Có học mới biết điều hay lẽ phải Biết việc nọ việc kia Nếu không đầu óc cứ mụ mẫm đi Tối như đêm dài như đất không hiểu gì cả Vừa lơ đáng cạo vệt vôi đóng trên tà áo Sơn vừa nhỏ nhẹ đáp Em vẫn nhớ lời anh dặn Nhưng thấy chị lo buồn vì anh Em không dám sang Ảnh như thế Chị không lo buồn sao được Nhưng rồi chị cũng phải làm ăn chứ Với lại còn nhiều việc phải làm em ạ Em cũng thế Em có thể làm nhiều việc khác Sơn ngẩn ra Trước đây ngày ngày nó đi kiếm củi Nhặt ống bơ, xẻ sách ở bãi tàu bay Về đến nhà Nó vào bếp nấu ăn Mấy tháng nay nó làm Sơn vôi trên Hà Nội Tờ mở đất đã đi Tối mịt mới về Vừa nuốt xong miếng cơm Coi nhà máy xăng phin đã hú ca đêm như vậy còn thời giờ nào làm việc khác Mà việc khác là những việc gì Chị bảo em có thể làm được việc gì Chị cho em biết Sơn nhìn chị Kim rột rè hỏi Lúc nào hai chị em cùng rỗi rãi Chị sẽ nói với em Thôi em về ăn cơm trả đói Chị cũng phải đi nhờ người gửi quà của em vào cho anh Nét mặt chị Kim dịu dàng mà nghiêm trang Sơn không dám hỏi nữa Nó quay về ngồi vào ăn Miếng chả trâu mua ở cửa hàng đã nổi tiếng cạnh hiệu đở măng, béo, ngọt, thơm sực mùi hạt tiêu. Đã lâu lắm nó mới lại được ăn, vậy mà nó không thấy ngon như mấy lần trước. Câu nói của chị Kim vừa nãy còn đang bám dịt vào tâm trí nó. Việc khác là việc gì? Nó nghĩ mãi không xa. Chú bé lún cún bước lên hè, đoạn dừng lại ở bờ cửa nhòm vào, đang thu dọn mầm bát, sơn chợt ngẩng lên. Bé Tân ở sau nhà, chú bé vẫn đứng bên ngoài, đầu thò vào như con chuột nhát lấp ló ở cửa hang. Tóc rủ xuống chán, mắt chớp chớp, môi chúm chím. Chú bé trông thật dễ thương. Sơn đến bên ôm lấy nó, hôn đánh chụt một cái vào cái má đỏ hồng. Sang nhà em chơi đi. Bé tần thỏ thẻ. Ở đây chơi với anh cũng được chứ gì. Em phải trông nhà. Bé Tân thì thào, đầu gật gật, cổ rụt lại vẻ bí mật. Sang nhà em, em cho xem cái này tích lắm cơ. Sơn lại ôm lấy đầu chú bé áp vào ngực mình. Em về trước đi, anh đi rửa bát rồi anh sang ngay. Tân chạy về trước, bước chân lúp chúp như chú vịt con. Sơn vui lây niềm vui của chú bé. Nó cắp sổ bát phóng ra bờ đầm. Thoáng chốc nó đã chạy về, đoạn tất tả sang nhà bé Tân. Chú bé ngồi ở hè, tay khư khư cái gói bọc giấy báo. Nhác thấy Sơn, chú bé lật đật mở cái gói ra. Một lớp giấy bọc, hai lớp giấy bọc. Đến lớp thứ ba Chú bé mới moi ra được một thứ dơ lên Bánh pháo tép Mặt chú bé sáng ngời Ai cho em đấy Sơn làm vẻ náo nước để bé Tân vui thêm Thầy em Thích không Thích lắm Được rồi anh sẽ mua cho em một bánh y như thế này Bé Tân gỡ chẳng pháo Lấy ra một quả đưa Sơn Anh đốt đi Sơn chưa gì nén hương vào ngòi pháo Bé Tân đã lấy tay bịt tay Cổ rụt lại pháo nổ thích quá chú bé nhảy tâng tân no gỡ một quả nữa đưa sơn anh làm pháo chuột đi sơn cắn dập đuôi quả pháo bẻ cong lại rồi châm lửa quả pháo xì khói quay tròn bé tân vừa vỗ tay vừa reo chuột chay chuột chay Nội vui thơ ngây của chú bé đã xâm chiếm trọn vẹn lấy sơn sơn cũng vỗ tay cười ré lên thình lình có tiếng ông hạp gọi với sang sơn đi về tiêu nghỉu bé tân nom theo cuộc vui hiếm có chứ làm cho nó thỏa thích. Sơn cũng vậy, vừa đi nó vừa ngoái lại nhìn bé Tân. Chồng thấy con ông Hạp nói ngay. Sen Đầm vừa vào đây gọi con ra ngoài đồn có việc. Có việc gì ạ? Lấy làm lạ Sơn vội hỏi. Ông Hạp khẽ lắc đầu, gương mặt thoáng vẻ lo âu. Thầy không biết hay là ông Hà giọng. Họ muốn hỏi con về việc anh Kim. Không có nhẽ, đồn chỉ xử những vụ trộm cắp đánh nhau. Trẻ xe say rượu quanh vùng này Chứ có biết gì đến việc hội kín Thôi con đi đi Nhớ ăn nói cho lễ phép Ông đồn có bản tính lắm đấy Sơn lặng lặng bước đi Nó không thể không lo lắng Hồi còn đi kiếm củi Đã có một lần nó bị đưa về đồn về tội trèo cây Thằng đội sen đầm có bộ mặt nhãn bóng Như chiếc giày mới đánh xi Đã dáng cho nó mấy cái bạt tai nổ đom đóm mắt Rồi bắt nó cọ chuồng xí lau nhà, quét sân bây giờ nó lại phải ra đồn. Cái đồn sừng sững ở ngã tư như tượng ông ác ở cổng chùa, đã hiện lên bóng dáng thằng trưởng đồn tây cóc, dâu sồm, lông mũi hàng búi, mặt đỏ, mắt lờ lờ như mắt xà. Da thịt quần áo hắn sực mùi rượu, hành tỏi sống. Hắn có một thú vui đánh người. Một tên sen đầm dẫn Sơn đi, đến một gian phòng hẹp, Sơn bỗng ngạc nhiên. Cụ bầu, ông lão hoa kiều đang ngồi trên chiếc ghế dài, cái thùng sắt tây quay cuốn rẻ để một bên. Ông cụ đến đây có việc gì?" Sơn Toàn hỏi, tên Sen Đầm đã đẩy nó đi rồi bị điệu đến buồng giấy của Tây Cóc. "Mấy tháng nay mày học võ tàu tên Hoa Kiều ở cạnh nhà mày phải không?" Tây Cóc hỏi bằng tiếng Pháp, tên Sen Đầm thông ngôn. "À, ra việc ấy, việc này chắc chả can hệ gì." Nghĩ vậy Sơn yên tâm, nó mạnh dạn đáp. "Vâng, mày học võ tàu để làm gì?" Để cho khỏe người ạ. À. Nói láo. Muốn khỏe người sao không tập thể dục thể thao lại học võ tàu. Phải khai cho thật. Sơn bối rối, Nó đứng ngây ra. Mày học với những đứa nào? Chúng nó tên là gì? Ở đâu? Cháu học một mình. Nói láo. Tập võ phải có bạn. Không ai tập một mình cả. Ai xui mày học võ tàu? Bố mày? Thằng Hoa Kiều hay thằng nào? Không ai xui cháu cả. Nói láo. Không ai xui mà mày lại dám đi học võ tàu Thằng danh con này toàn khai láo Sơn định nói Thằng Tây Cóc đã xô ghế chạy lại Hắn đấm một quả Hất Sơn vào góc tường Khi Sơn chân tĩnh lại được Thì ông già hoa kiều đi vào Tây Cóc trợn mắt Mày dạy thằng bé kia học võ tàu phải không Vâng Mày dạy bao nhiêu đứa Có một mình nó Nói láo Mày dạy đông lắm Ai xui mày dạy võ Tôi tự ý dạy Không ai xui cả nói lão có đứa xui mày mày dạy trẻ con học võ để làm gì để cho nó khỏe nói lão chúng mày âm mưu nổi loạn chống lại nhà nước đại pháp cũng như sơn ông lão hoa kiều muốn nói tất cả những điều mình đã khai là sự thật và chính thằng đồn trưởng mới nói lão xong biết thân biết phận ông lão lặng im tay cóc lại xô ghế xông lại đánh ông lão đánh đến lúc hà rượu hắn mới ngừng tay từ nay cấm mày dạy võ tàu nếu trái lệnh, quan sẽ bỏ tù dưới tống cổ mày về nước. Tẩy cóc trên mặt ông lão nói. Ông lão run rẩy đứng lên, sờn đến bên, dìu ông lão bước đi. Nó cắn môi cố ghìm không cho nước mắt trào ra. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của tiểu thuyết Đêm Đỏ. Cùng đón nghe tiếp tập 2 của tiểu thuyết trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại.